Dạ, con xin kính chào bác. Con tên là Huỳnh Thanh Điệp, hiện đang ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thưa bác, thời gian qua con có xem video có tựa đề là Thực hư câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu do thầy Thích Chân Tín giảng, đăng trên trang Pháp Vị Thầy Chân Tín ngày 6 tháng 10 năm 2019. Dạ, trong video này thì thầy đã giảng như sau. Một hôm trong Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật Mâu Ni đưa cành hoa sen lên và không ai biết gì hết, chỉ có Ca Diếp hiểu và mỉm cười. Do vậy mới có tích là Niêm Hoa Vi Tiếu. Lúc đó Đức Phật thọ ký cho Ngài Ca Diếp là người nối truyền dòng thiền của Đức Phật. Từ xưa tới giờ người ta nghe và tin như thế. Thầy tìm hiểu không thấy danh từ Pháp hội Linh Sơn trong kinh nào hết. Thầy tìm trong Phật Quang Đại Từ Điển thì được biết, từ đời Tống trở đi, câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu bắt nguồn từ kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi. Nhưng kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi không được đưa vào Đại Tạng, mà bản hiện giờ được coi là giả tạo. Cho nên thuyết Niêm Hoa Vi Tiếu có chỗ rất đáng ngờ. Dạ, con xin phép được hỏi bác một số câu hỏi ạ. Thưa bác, con từng có nghe câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát mà hiện nay chùa nào cũng tụng hàng ngày. Xin bác cho con biết ý nghĩa và xuất xứ của câu này ạ. Cái Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Bồ Tát á, bên Ấn Độ, cái núi Linh Sơn, trên mặt bằng của núi Linh Sơn, nó có cái mặt bằng khoảng 20 thước vuông, là nơi Đức Phật Thích Ca thuyết cho các hàng Bồ Tát nghe. Đó, là một vị Phật ra đời thì có một nơi thuyết Phật để mà dạy cho hàng Bồ Tát. Vì thế mà cái núi Linh Sơn nó có cái danh từ là Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Bồ Tát, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường nhắc đến cái câu này. Đây là cái nguyên do của nó. Rồi cái ý phần câu hỏi này con muốn hỏi gì, con hỏi thêm đi, bác trả lời cho. Dạ, thưa bác, câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát xuất xứ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như bác vừa nói. Vậy trong kinh này Đức Phật nói, ai khinh chê Diệu Pháp Liên Hoa thì xuống hầm lửa lớn. Khi cho rằng Linh Sơn Hội không tồn tại, tức là cũng muốn nói rằng là Diệu Pháp Liên Hoa là không có thật. Vì người nào nói như vậy có bị xem là khinh chê kinh không ạ? À? Theo nguyên tắc thế giới vật lý này, một vị Phật ra đời mà dạy đạo á, nó có 6 pháp môn tu, mà 5 pháp môn vật lý á, thì nó theo nhân quả bình thường. Mà còn cái quyển Diệu Pháp Liên Hoa thì là cái quyển rất đặc biệt, dạy người ta thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. Nếu bất cứ người nào mà khinh chê cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì chắc chắn 100% sẽ vào hầm lửa lớn sống. Vì thế mà trong kinh Đức Phật, có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy thế này: tất cả những vị mà chửi Như Lai á, tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì sao? Vì chửi một vị Phật chỉ là nhân quả nặng nhất thì vào hầm địa ngục thứ 18 thôi. Còn nếu mà khinh chê, cái kinh này là cái kinh dạy người ta giác ngộ giải thoát, mà kinh chê thì phải qua cái 18 cái hầm lửa lớn, nó lọt qua cái hầm 19 thì nó rớt vào trong cái địa ngục hoặc cái quả ngục, thì gọi là hầm lửa lớn. Vì cái hầm này nó nằm sát ở bên cái nằm sát bên cái hầm lửa mà để đốt trái đất, đốt để nó phát ra cái nhiệt dương của trái đất. Vì thế mà Đức Phật mới nhắc đi nhắc lại cái vụ này. Tất cả con người làm thầy hay là không làm thầy, biết cái gì, biết thì nói, không biết thì thôi. Đừng có bày đặt đi ra rồi đứng rồi chê cái này, chê cái kia. Thứ nhất, chê Đức, bây giờ cái thời mạt thượng pháp, Thiền Tông đã ra đời rồi, thì nên chuẩn hóa lại, nên
Nên theo cái thiền tông này cũng bằng không thì đừng có mong mà thoát ra cái quy luật là siêu nhân quả đó. Thiền tông ra đời là siêu nhân quả, bắt đầu đi theo luôn. Mà siêu nhân quả thì duy nhất đã chỉ xuống cái hầm lửa lớn thôi, chứ không đi đâu hết đó. Bởi vậy làm thầy biết thì nói, không biết thì thôi. Làm thinh, người ta cúng tiền cho mình ăn đi. Làm thinh thì nó không có gì hết á. Còn mình bày đặt mà đứng ra nói chê cái này chê cái kia. Một vị Phật toàn năng toàn giác 10.000 năm mới ra một đời một lần. Nghe không nghe thì thôi, chứ đừng có xía vô rồi chê cái này chê cái kia. Thì sẽ hậu quả sẽ là bị siêu nhân quả đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật khẳng định dạy cho con người để thành Phật. Mục tiêu lớn nhất của người học Phật đó là giác ngộ và giải thoát. Đối với cư sĩ tại gia, ai cũng quý kinh này. Nhưng tại sao nhiều thầy tu thì lại nghi ngờ, khinh chê và phủ nhận kịch liệt? Tại sao lại có lạ như vậy thưa bác? Và các thầy sợ cái gì trong cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này ạ? À? Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là cái bộ kinh là nói về sự thật của trái đất này và nói về thật về cái nhân quả này. Mà ở thế gian này nếu người nào tu theo đạo Phật mà muốn giác ngộ, giải thoát thì người ta rất quý trọng cái quyển kinh này. Còn tu mà để kiếm tiền, tu mà để kiếm danh thì họ rất sợ cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Vì thế mà tìm cách nói này nói kia để được chê cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Ở thế gian này nó người ta tu á, mà về giác ngộ giải thoát thì rất kính trọng lời của Đức Phật dạy và kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn tu mà để kiếm tiền kiếm danh thì rất ghét những cái quyển kinh mà nói về giác ngộ và giải thoát. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, Hòa Thượng Thích Thanh Từ dựa vào niêm hoa vi tiếu để thờ Phật tay cầm cành sen. Thầy Thích Chân Tín và nhiều thầy khác một mặt thì tung hô ca ngợi thầy Thích Thanh Từ, nhưng mặt khác thì lại nói là niêm hoa vi tiếu là giả. Tại sao lời nói và hành động của các thầy lại ngược nhau như vậy ạ? À? Tất cả thầy nào mà tu mà theo có quyển giáo lý thì mới biết cái này. Còn tu mà không biết quyển giáo lý thì thôi. Tu mà nó bỏ qua cái thứ lớp của quyển giáo lý thì theo ý của mình. Vì theo ý của mình là theo cái tưởng, vì thế mà mới có chê người này, chê người kia, kể luôn chê cả Đức Phật luôn. Đức Phật là gì? Đức Phật làm gì? Lập ra cái đạo Phật. Để dạy, mục đích của Đức Phật là gì? Dạy người ta giác ngộ, giải thoát. Một vị toàn năng, toàn giác vậy, một vị giáo chủ vậy mà mình tại sao mình tu theo đạo Phật mà mình lại chê giáo chủ mình? Thì đây là quá là vị này tu mà không giáo lý, nên nó làm đảo lộn cái đạo. Chứ đạo Phật là gì? Đạo là con đường, Phật đi trùm khắp mọi nơi, đi đâu cũng đi được hết. Đi đâu cũng có con đường mà một vị toàn năng toàn giác dạy, kể cả dạy trở về Phật giới luôn. Chưa có cái đạo nào dạy thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. Mà duy nhất chỉ có đạo Phật là mới có cái chương trình dạy người ta thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. Ngoài ra trên trái đất này không có cái đạo thứ hai. Mà còn chê vậy thì biết rằng vị này không hiểu giáo lý, không học giáo lý. Chứ học giáo lý ai mà chê cái này. Mà muốn vào trong cái đạo Phật tu, trước mắt anh phải tu học cái giáo lý trước để hiểu được cái cơ bản của cái đạo Phật. Đạo Phật nó có 6 con đường đi. Mình phải hiểu cái này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Còn mình không học giáo lý rồi mình chê này, mình cái mà tưởng tượng ra rồi chê cái này, chê cái kia thì nhân quả nó không tha mày đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, bác có nghiên cứu về bộ kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi không ạ? Nếu có, con xin bác giới thiệu sơ lược về bộ kinh này cho tụi con hiểu được không ạ? Bây giờ đó, bác có nghiên cứu, nhưng mà cái bộ kinh này là do các đại sư họ giảng, nó không đúng vào trong cái đạo Phật. Bởi vì trong cái hệ thống của đạo Phật thì nó đi pha 6 cái pháp môn tu này, pháp môn nào nó có quyển giáo lý và nó có quyển kinh của nó.
Còn cái viễn cảnh này này thì còn là mấy ông đại sư ông tưởng ra ông thôi. Nhưng mà giờ con thắc mắc gì ở trong cái quyển kinh này, bác con nói từ pháp một, từ chia từ phần một đi, bác sẽ giải thích cho nghe. Là vì tất cả những người ở đây, kể cả đi, từ xưa tới giờ chưa ai hiểu cái đạo Phật đó, nó thật không không ai hiểu là ông Thích Ca là ai, mà dạy chủ trương dạy như gì, mà thời gian dạy bao lâu, và cái công thức dạy như thế nào, quy trình như thế nào, chưa ai biết. Chưa ai biết được cái đây là gọi cái cốt tủy của đạo Phật. Còn những 12 bộ kinh đại thừa là đây là chánh, còn những cái bộ kinh ăn theo là của mấy ông thầy lớn ông viết ra thôi, chứ không có đúng đâu. Ở Việt Nam mình rất nhiều cái kinh mà ăn theo lắm. Thấy không? Thí dụ cái kinh nào nó có dạy cái công thức riêng của nó, ông Phật không có dạy dư đâu. Đó, mà không có dạy thiếu. 6 pháp môn tu thì nó có thành tu riêng từng pháp môn đó. Mà đặc biệt cái thiền, cái đạo Phật đó, là cái pháp môn tiểu thừa đó, nó có 37 pháp quán, gọi là quán trợ đạo. Mà chưa ai biết cái trợ đạo là ai trợ giúp, quan trọng ở chỗ này nè. Chưa ai biết là 37 pháp quán trợ đạo là cái gì, ai trợ giúp cái 37 pháp quán này, và để thành được cái gì, chưa ai hiểu cái này. Còn thì bây giờ cái phần con muốn hỏi, con phải hỏi chi tiết. Chứ còn bây giờ hỏi tổng quát thì làm sao bác trả lời được. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ. Dạ thưa bác, Phật giáo đã trải qua 6 lần kết tập kinh điển và nhiều lần đại nạn do bị chiến tranh xâm lược, bị cướp bóc, bị đốt phá. Toàn bộ hệ thống kinh điển đến nay chỉ còn lại chưa đến 40% bản gốc so với lần kết tập đầu tiên, do bị thêm bớt bởi người soạn dịch. Vậy thì làm sao mà biết được số kinh còn lại đến nay là giả hay thật gì thưa bác? Bây giờ đó, muốn biết kinh giả thật đơn giản, dễ lắm. Đạo Phật có 6 pháp môn tu, pháp môn nào nó cũng có cái quyển giáo lý. Giáo lý của pháp môn, đây là cái sườn của cái pháp môn đó. Thấy không? Cũng như là thiền tông vậy, nó có cái quyển giáo lý, đây là cái sườn của cái quyển của pháp môn giải thoát của một vị Phật dạy. Bây giờ tu cái gì tu không biết, Đức Phật để lại cơ bản là pháp nào phải có cái giáo lý của pháp môn đó. Coi ở đây còn sai. Mà còn muốn dịch kinh đó, thì tất cả các vị thầy anh phải kiến tánh, có nghĩa là thấy bằng tánh Phật của anh, thì anh mới giải thích kinh được, anh mới được quyền là vào trong cái ban kiết tập kinh điển, thì mới chọn thảo là cho đúng. Bởi vì kinh điển đó, từ khi mà ở bên nước Ấn Độ viết bằng tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, nó đi qua nhiều quốc gia rồi đi nhiều nước, và thứ nhất là qua bên nước Trung Quốc, người ta dịch lại là tiếng Hán, rồi qua tiếng Việt Nam dịch bằng tiếng gì, tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam mà nó có hai cái, một là cái tiếng mà tiếng người xưa mà của vua Trần Nhân Tông nó dạy khác. Bây giờ cái tiếng của mình ở đây hiện đại là gọi là tiếng văn hiện đại, lấy chữ từ Latin viết ra. Bây giờ tất cả những cái gì mà ghi nào mà kiến tánh rồi thì biết được cái cốt tủy này thì dịch mới đúng. Còn không biết cái kiến tánh thì không có dịch cách nào đúng được. Giống như con mà con mù con mắt ra đó, con mới tả cái cây, không cách nào đúng hết. Còn nếu mà con sáng con mắt rồi con tả cái cây rất đúng, ai nghe nói cũng biết. Mình phải hiểu cái, mình hiểu nguyên tắc cái thế giới vật lý này. Nó vì thế mà các thầy hiện giờ đó, nó thực thật là không ai hiểu, không ai hiểu tổ chức của cái đạo Phật, mà đạo Phật lập ra như thế nào hoàn toàn không ai biết. Mà chỉ là tưởng tượng thôi, mà chỉ nương theo những cái người trước rồi nói cho người sau nghe thôi, chứ sự thật nó không có đúng, phải không? Bởi vì đạo Phật nó có căn bản của nó là 6 pháp môn tu, mỗi pháp môn tu đều nó có quyển giáo lý của pháp môn đó. Bất cứ pháp môn nào nó nắm được cái quyển giáo lý này thì dịch hoàn toàn, dịch và nói giảng hoàn toàn mới đúng. Còn bằng không là tưởng tượng ra thì sai, giống như cái anh mù sờ voi, anh đụng đầu anh nói đó, nguyên tắc nó là vậy. Rồi ta hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Thưa bác,
Thầy Thích Chân Tín tìm chữ Pháp Hội Linh Sơn trong bộ từ điển 8 tập dày 10.000 trang nhưng không tìm ra. Xưa nay, từ điển có được xem là nguồn tư liệu duy nhất mang tính khả chứng không, đặc biệt là đối với Phật giáo không ạ? Từ điển này là những ngôn từ người ta dịch ra cái ý nghĩa thôi, chứ không phải nằm ở trong cái cốt truyện của Đạo Phật. Nào, nhớ là cái từ điển là dịch ra cái cốt, cái ý nghĩa thôi. Người ta đem cái từ điển mà áp dụng vào cái Đạo Phật nó hoàn toàn nó sai. Thì cơ giờ con suy nghĩ đi. Thí dụ con viết một bài văn mà con thắc mắc cái gì thì con moi trong cái từ điển ra, con tìm những cái danh từ thôi. Chứ còn một bài văn không thể nằm ở trong một cái từ điển được. Từ điển nghĩa là người ta muốn mã hóa từng danh từ một, gọi là từ điển. Người nào hiểu cơ bản này thì mới hiểu được. Còn muốn vào tu Đạo Phật thì bắt buộc anh phải có giáo lý, anh tu thẳng vô giáo lý đi. Còn một chuyện ngoài anh không có biết. Còn từ điển là nói thiệt con á, là chỉ là làm sáng tỏ một hai cái danh từ thôi, chứ không phải là cái đạo. Mình phải hiểu này thì mới tu. Tu Đạo Phật mà không tìm giáo lý mà tìm từ điển làm gì, nó sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Thưa bác, Thầy Thích Chân Tín sinh năm 1958, xuất gia vào năm 1973. Thầy học khoa ngữ văn vào năm 1985. Không biết là đã tốt nghiệp hay chưa? Nếu so với thầy Thích Nhật Từ á, thì thầy còn thua xa Thích Nhật Từ vì thầy không có bằng tiến sĩ Phật học danh dự. Với tuổi đời và tuổi đạo như vậy, trừ đi thời gian thầy làm YouTube để giảng đạo, thì thầy không thể đọc và hiểu hết Tam Tạng Kinh Điển. Vậy và thầy dám tự nhận là mình đã tìm hiểu kỹ rồi. Vậy thưa bác, thầy nói vậy có xem là phạm tội nói xạo không mà thưa bác? Ở trong danh từ Đạo Phật, nó có cái danh từ này. Một vị tăng là một vị tu sĩ chưa hiểu mình nói hiểu là ngồi là ngạo mạn tăng. Chưa chứng được cái pháp đó mà mình nói mình chứng đó cũng thuộc gì? Thượng mạn tăng. Mình phải hiểu cái này. Vì cái thế giới danh lợi và địa vị này, người ta ưa nâng bút người ta lên, nâng bốc người ta lên. Mình phải hiểu. Thế giới vật chất này khi mà người ta chưa có hiểu á, chưa có hiểu về cốt truyện cái Đạo Phật, thì ai muốn nói gì nói, không hoàn toàn không ai biết cãi lại cái gì. Muốn xưng cái gì thì xưng. Nhưng mà từ khi Thiền Tông đã được công bố ra ngày 14 tháng 5 2017 rồi, thì có bổn phận là chuẩn hóa toàn bộ cái Đạo Phật lại. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm Tu và Thiền Tông. Nói ra, mà cái câu chuyện này, cái sứ mạng đó, là Lục Tổ Huệ Năng đã nói trước đây gần trên 1.000 năm. Thiền Tông ra đời sẽ chuẩn hóa Đạo Phật lại, phá đi tất cả các tông tà đang lưu hành ở trên nước Việt Nam này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Thưa bác, nếu mà cứ cho rằng là Hòa Thượng Thích Chân Tín đã tìm hiểu rất kỹ về Đại Tam Tạng Kinh, thì vậy trong số kinh mà thầy ấy đã đọc, thì bao nhiêu phần trăm là dịch đúng và bao nhiêu phần trăm thì là dịch sai ạ? Tất cả Đại Tạng Kinh mà nó từ khi Đức Phật đến lưu hành đến bây giờ, nếu mà tính ra quân bình chỉ đúng có 30% thôi. Nhưng mà có một cái điều, 30% này đúng không dám đem ra sử dụng mà đem ra cái tưởng thôi. Bây giờ bác đưa ra điển hình một hai. Bây giờ về cúng dường Đức Phật cho chứ không phải là không. Và Đức Phật bảo là cúng dường 1.000 ông Phật chưa bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Có cái chùa nào dám đem cái kinh cúng dường này ra không? Tứ thập nhị chương này ra treo trên cái bảng là cúng về cúng dường không? Hoàn toàn không dám. Cũng như trong kinh Kim Cang, Đức Phật có nói, nó còn lưu lại một hai cái bài chân thật của Đức Phật dạy. Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, ngửi hành đạo ta. Có nghĩa là lấy sắc là nhìn ông Phật đó, mà cầu ổng á. Lấy âm thanh là gõ mõ tụng kinh để mà cầu ổng á, là ngửi hành đạo ta. Có chùa nào dám đem cái câu này mà dán ra trên cái chùa không? Dán ra cái vách chùa không? Hả? Chỉ 30% đúng mà cũng không dám xài. Thì tự hỏi chứ bây giờ tu theo Đạo Phật để tu cái gì? Con thì suy nghĩ đi, nó khó lắm.
Còn 12 bộ kinh Đại Thừa của Phật giáo không có ai dám đem ra mà dịch cái kinh Đại Thừa này. Có nhiều người đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa dịch rạch lắc, không đúng. Kinh Diệu Pháp duy nhất con câu là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chỉ cho con người thấy được cái mở được cái tri kiến Phật của chính mình. Cái đâu kinh Diệu Pháp Liên Hoa đâu có dạy gì hơn đâu. Khai thị con người, mấy ông dịch là sai khi chúng sanh, chứ sự thật là khai thị người tu ngộ nhập được Phật tri kiến của mình. Đó. Rồi bây giờ nó dịch là chúng sanh thì mình cũng nói chúng sanh, cái con bò cũng là chúng sanh, không lẽ khai cho nó nhầm nhìn thấy cái Phật, con gà con vịt cũng là chúng sanh, nó thật cái chỗ đó, thấy không? Vì thế mà cái Thiền Tông ra đời nó chuẩn hóa từng câu một, từng câu một, từng chữ. Chứ không phải là nó là chuẩn quá hết. Mà bây giờ cái Thiền Tông ra đời là gì? Anh tu bắt buộc anh phải có giáo lý. Còn không có giáo lý là hoàn toàn tu sai. Tu mà mình nói ra thì nói theo danh từ mà bình dân đó, tu mà không, là tu mù á. Tu không thấy đường á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép được hỏi câu tiếp theo ạ. Qua lịch sử biến cố thăng trầm của Đạo Phật, rõ ràng là những gì mà Thượng Tọa Thích Chân Tín học được ngày nay thì chỉ bằng 1/100 những gì Đức Phật đã chỉ dạy từ 2564 năm trước. Vậy kiến thức Phật học của Thầy Thích Chân Tín này có đáng tin không ạ? Bây giờ cái phần này không đánh giá người ta được. Bây giờ tin hay không đó, nó quan trọng cái nhà nước Việt Nam này cho nhân dân làm chủ. Tất cả những cái gì mà của các thầy tu đúng hay sai nhân dân kéo ra phê bình. Còn bác chỉ là một soạn giả không xen vào của người ta được. Tư cách của bác không phải là đi, tư cách của bác không phải là đi phê bình, mà tư cách của bác là viết ra bằng sự thật, ai hỏi bác trả lời. Còn cái này con phải nhờ nhân dân. Bây giờ bữa nào kiếm nhân dân làm chủ á, giờ tôi thấy cái này là hỏi nhân dân có đúng không? Vì nhân dân hiện nay á, thì tôi thấy á, vừa rồi con có để ở năm rồi đó, có một đứa con thằng Tùng nó ở đâu á, mà nó 14 tuổi mà nó ngộ giác ngộ được bí mật Thiền Tông và được chùa Thiền Tông Tân Diệu truyền cái này cho nó. Có nghĩa là kiến thức của một người Việt Nam thời đại văn minh này rất cao. Người nào mà tham gia vào vấn đề đạo Phật mà thiếu kiến thức đừng nói, nhớ nè, nhớ đừng nói. Còn anh nói thì nó bẻ hỏng anh ra, thì nó nhục lắm. Cái câu này, cái câu hỏi này thì con hỏi là nhân dân, vì nhà nước cho nhân dân làm chủ quốc gia này. Nhà nước chỉ cầm quyền thôi, còn bao nhiêu giao là cho nhân dân hết. Đó. Thì con chú ý cái phần này. Thì nữa còn muốn tham vấn đấy. Bây giờ, bởi vì hiện giờ đó, ở trong nước Việt Nam mình không phải là có nhân dân một địa phương nào đâu. Cả nước Việt Nam đều có nhân dân làm chủ hết. Đó, mình thì còn ở địa phương nào thì hỏi nhân dân địa phương đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu tiếp theo ạ. Dạ, trong video này Thầy Thích Chân Tín cũng đã nói rằng mình là người học Phật thì phải tìm hiểu, phải nghiên cứu cho thật sâu thì mới được. Còn nếu không, nghe ai nói gì cũng tin, cũng mê, không biết đúng hay sai. Thưa bác, với kiến thức về kinh điển và lịch sử Phật giáo còn quá hạn chế, vậy khi nói sự kiện Niêm Hoa Vi Tiếu không có thật, thì lời khẳng định của Thầy Thích Chân Tín có còn giá trị nữa không ạ? Bây giờ đó, mình cũng, cái này nếu mình đưa vô Thầy Thích Chân Tín là mình phê bình, không được. Nhưng mà con phải hiểu căn bản mà. Tất cả các thầy tu muốn tu đạo Phật thì phải có giáo lý. Tất cả kinh sách bên ngoài là do tưởng tượng viết ra. Kể cả 12 bộ kinh của Đức Phật chánh thống dạy cũng do tưởng tượng là 70%, 30% là thật. Nhưng mà 30% không dám đem ra áp dụng. Nó phải hiểu cái này. Vì thế nhưng mà những thầy nào muốn tham gia vào trong cái vấn đề đạo Phật mà phổ biến cho quần chúng biết á, trước mắt anh phải nắm được cái cơ bản của nó. Còn không nắm được cơ bản đừng có tham gia. Rồi người ta hỏi ngược lại rồi mình không trả lời được rồi mình nhục.
Mày phải hiểu cái cơ bản này. Giống như con bây giờ, con dốt con không biết gì hết á. Dốt đừng có nói gì hết á. Còn dốt mà nghe người ta nói gì cũng chạy ra tranh luận với người ta thì con coi sao. Con coi là mù mà còn bày đặt dẫn người khác đi. Trong kinh Đức Phật có nói không? Một người mù dẫn một đám mù đi theo. Đức Phật nói ý nói sao? Một người không biết mà đi nói cho một đám đi không biết nghe. Thì còn gì tư cách của một con người nữa. Đó, mình phải nắm cái nguyên tắc này mình mới hiểu cái đạo Phật. Đạo Phật là cái tinh hoa cái nhân loại chứ không phải đạo Phật bình thường. Mà đem ra mà phê bình người này học chưa tới đâu mà phê bình người ta. Thấy không? Bây giờ người nào mà đi theo đạo Phật mà chân chính muốn giảng đạo thì phải kèm thêm một cái tấm bản. Tôi cho hỏi tự do về pháp môn của tôi. Thì người đó mới là gọi là anh hùng á. Mới là tu đạo chân chính. Còn nói là để tên rồi ngồi đứng giảng đạo minh mông. Mà trong khi đạo Phật là đạo dạy ngộ giải thoát. Không giảng mà giảng cái chuyện gì khác không. Là cũng chết rồi đó. Cũng là sỉ nhục cái đạo Phật. Đạo Phật có bốn chữ thôi. Giác ngộ giải thoát. Biết thì giảng, không biết thôi. Đừng có đem pháp môn khác vô mặt dạy. Rồi người ta chửi mình. Rồi người ta khinh chê cái ông Phật Thích Ca này. Tại sao ông lập ra cái đạo mà ông không đưa giáo lý cho đệ tử tu mà nó vô nó giảng tầm bậy tầm bạ này kia nọ, thấy không? Rồi sao đây? Giờ ông Phật Thích Ca biết sao? Giờ ông Thích Ca thì không hiện diện ở đây. Mà giờ hiện diện ở đây ông không dám là sao? Thế giới này là thế quy cuồng theo quy luật nhân quả âm dương. Ông Phật Thích Ca này vô cũng không dám nói nữa. Mà thế giới này để giao cho thần thánh tiên quản lý này nè. Mà cái người quản lý cái đạo Phật này là ai? Nó có hai ông thần, thần hộ pháp và thần kim cang. Hộ pháp là hộ lý cho năm cái pháp môn vật lý, còn kim cang là hộ trì cho cái pháp môn truyền tông này. Mình hiểu cơ bản này thì mới tham gia vào cái đạo Phật được. Còn nếu mình không hiểu thôi đừng có tham gia. Rồi tưởng tượng ra rồi nói rồi ngồi cho nói cho đại chúng nghe không nên. Coi chừng cái nhân siêu nhân quả. Nhân quả thường không nói nhân quả. Thường xuống 18 tầng địa ngục chỉ có 18.000 năm trầu đầu lên thôi. Còn cái siêu nhân quả là coi chừng. Khỏi trả lời luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho phép con hỏi thêm một câu nữa. Là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó bác. Là các thầy á, là cố tình không cho rằng bộ kinh đó tồn tại. Hay là bộ kinh đó thật sự không có bác? Tại sao mấy thầy lại không biết về bộ kinh đó ạ? Cốt tủy của đạo Phật là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì bác vừa nói đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị cho con người nhận được cái tri kiến của mọi người. Mà bây giờ nếu mà người ta mà khai thị con người tìm ra tiền, hoàn toàn dẹp cái binh kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Khai thị con người tìm danh lợi, dẹp kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Chùa nào muốn tu kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì phải ghi là tôi chuyên môn dạy tinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chùa đó mới là thật. Còn mà chùa mà không treo cái bản kinh này thì hoàn toàn là tu không có hiểu về đạo Phật. Mình không nói nặng hơn. Nguyên tắc con mở ra cái công ty xí nghiệp gì đó con phải treo bản rõ ràng chứ không sao mờ được. Chùa, anh tu cái gì phải cho rõ năng. Chùa nào kinh tu Diệu Pháp Liên Hoa thì phải treo cái bảng đó. Thấy không? Mà bây giờ hoặc 12 bộ kinh muốn tu gì thì tu. Thấy không? Nhưng mà tu cái gì thì phải treo cái bảng hiểu rõ ràng cái đó. Mới là một người chân tu. Còn tu mà không treo bảng thì có tính cách. Bác không nói. Thì tụi con cũng biết là cái gì rồi. Thấy không? Đó. Vì thế mà cái thiền tông nó ra đời để nó chuẩn hóa đạo Phật lại. Bác đã từng nói là thiền tông ra, Lục Tổ Huệ Năng nói là thiền tông ra đời chuẩn hóa đạo Phật để phá tà tông. Một vị tổ sau cùng được truyền thiền là Lục Tổ Huệ Năng. Được quyền kết thúc cái câu này. Đây là sứ mạng của Lục Tổ Huệ Năng phải nói cái này. Do một vị Phật hướng dẫn phải nói bằng cái câu này. Để mà kết thúc cái cuộc mà kêu bằng truyền thiền
Sau đó thì từ kết thúc tiền thiền thì cái thiền tông này bắt đầu nó âm thầm ở đây. Nó không còn nổi đi nổi nữa. Vì thế mà khi đến Việt Nam thì vua Trần Nhân Tông hoàn toàn không dám xưng tổ nữa. Mà khi mà ba vị tổ kết thúc rồi, vua Trần Nhân Tông mới nói bằng sự thật, ta là người đã nấu tiếp dùng thiền tông đời thứ 34. Pháp Loa và Huyền Quang hai người là nấu tiếp 35 và 36. Đây là cái lời trăn trối của vua Trần Nhân Tông nói lại cái thiền tông này. Vì thế mà vua Trần Nhân Tông có viết ra cái bài mà dòng chảy mạch nguồn thiền tông 204 câu rất hay, kể từng tổ một, từng ai ngộ cái gì, thời điểm nào, cái ông đó bao nhiêu tuổi. Vua Trần Nhân Tông thì nói đây là cái bài mà Đức Vua Trần Nhân Tông để là tuyệt quý cho người Việt Nam và cả cái hệ thống Phật giáo. Mà vì thế mà Liên Hợp Quốc nó hiểu cái này, nó đem cái vi sắc đến Việt Nam để hành lễ, để gì, để nói lên cái tinh hoa đạo Phật ở nước Việt Nam, chứ không phải đơn giản đâu. Người tu Phật phải hiểu cái nguồn gốc của nó, còn không hiểu nguồn gốc nó thì thôi, anh cắt chùa rồi anh làm tin nha, anh muốn làm gì là anh làm tin, nhưng mà giờ có làm tin kỹ gì cũng không được. Hiện giờ nhà nước bắt đầu cho chúng qua đạo Phật, kê khai rằng anh mà sinh hoạt tôn giáo là mục đích anh tu cái gì, tôn chỉ cái này, cương lĩnh là cái gì. Bây giờ nhà nước bắt đầu đi vào cái kêu bằng chủng hóa lại tất cả các tôn giáo đó. Thì nếu mà mình không kịp chân thì sao, sẽ bị đào thải. Đây đào thải cho luật pháp à, chứ không phải là nhà nước ép buộc ai đâu. Anh tu cái gì thì phải rõ ràng, tôn chỉ anh tu cái gì. Vì trong cái bài nó tôn chỉ anh tu cái gì. Nếu anh muốn đăng ký về tôn giáo, tôn chỉ cái gì thì bắt đầu cho tiếp tục, còn không thì anh tạm dừng lại. Mà thì tôn chỉ nó nằm ở đâu? Nó nằm trong giáo lý đó. Anh tu cái gì thì nó có cái giáo lý đó, từ cái giáo lý này nó mới chỉ ra cái tôn chỉ của anh tu. Còn nếu anh không có thì thôi, anh tạm thời ngưng đi. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi, dạ, cảm ơn con đã hỏi. Kính thưa bác, con tên là Nguyễn Văn Nhàn, ngụ tại Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay con có một số thắc mắc, xin phép được hỏi bác một số câu hỏi ạ. Rồi, con hỏi đi. Trong video tựa đề Đúng hay sai về việc ông Nguyễn Nhân cho rằng Đức Phật cuối đời mặc áo nâu để tóc trở lại, do Thượng tọa Thích Chân Tín chủ trì chùa Hoàng Pháp trả lời đăng ngày 1 tháng 5 năm 2022 trên trang Pháp Thoại Khai Tâm. Sự việc như sau: bác Nguyễn Nhân từng giải đáp vì sao Đức Phật để tóc mà các đệ tử lại cạo đầu. Có người hỏi thầy Thích Chân Tín rằng bác giải đáp có đúng không? Nếu đúng thì được ghi chép trong kinh nào? Thầy Thích Chân Tín giải đáp câu hỏi này và có sự tóm tắt lại bài vấn đáp của mình. Con xin được đặt câu hỏi với bác theo từng sự tóm tắt của thầy Chân Tín như sau. Thứ nhất, thầy Thích Chân Tín nói Nam Tông cho rằng Phật xuất gia năm 29 tuổi. Bắc Tông thì nói năm Phật 19 tuổi là thượng tọa, mà thầy không biết thế nào là đúng sai ngay trong cục một vấn đề của đạo Phật. Vậy sao đi bình luận về lời giải đáp của bác ạ? Bây giờ nói về vấn đề Đức Phật đi tu, mình phải nhớ hiểu này nè. Nói vị Phật không phải là một con người bình thường, là một vị đã ngộ, đã kêu bằng thành Phật ở cõi trời đâu xuất, xuống trái đất này xin lập ra cái đạo Phật để mà dạy sáu pháp môn tu. Mà mục đích dạy là cái gì? Đại giác ngộ và giải thoát cho loài người, thoát ra cái quy luật nhân quả luân hồi ở trái đất này. Vì thế mà chương trình bất cứ một vị Phật nào vào trái đất Nam Diêm Phù Đều này phải đi tuân tự của nó.
không không dù 1.000 ông Phật nó cũng nằm trong cái quy luật này chứ không khác. Vị nào mà hiểu được cái cốt tủy của một vị lập ra đạo á, thì phải hiểu được cái cơ bản của nó. Còn không hiểu thì ông tưởng tượng nói này, ông tưởng tượng nói kia. Bây giờ Bồ Tát Thường Hộ Minh xuống trái đất này lập ra đạo, dùng cái bàn giúp đỡ ông mới nhập thai mẹ Hoàng Hậu Ma Gia được. Khi lớn lên á, thì 20 tuổi, vua cha ép Thái tử Tất Đạt Đa lấy vợ. 2 năm sau, Thái tử Tất Đạt Đa có con. Năm 24 tuổi, Đức Thái tử Tất Đạt Đa làm sứ giả đi qua bên nước Văn Lang dự cái hội nghị, dự cái lễ phong vương của vua Hùng Nghi Dương. Khi ông qua bên này thì gặp Long Nữ công chúa Hùng Tí Loan, ông mới gửi cho một số giáo lý và kinh sách của ông đã viết sẵn rồi. Gửi cho Hùng Tí Loan dặn cái gì để đời Mạt Thượng Pháp cho công bố ra. Khi ông xong cái chuyện, ông dự cái lễ xong rồi ông mới về nước Văn La, nước về Ca Tỳ Lạ Vệ, ông mới xin đi xuất gia, vua cha cho, lúc đó là 25 tuổi. Thì ổng đã thành Phật ở cõi trời đâu xuất rồi xuống đây. Bây giờ muốn lập ra cái đạo Phật này, không phải là nó tôi là Phật trên trời xuống, không có nói vậy được. Vì thế mà ổng phải ra ngoài gốc cây vô rừng, ổng ngồi ổng tu chứ thực là 6 năm để mà trải nghiệm 6 pháp môn này. Có còn nhớ đúng là một tư cách của một vị Phật không? Ổng nói đúng rồi. Thì khi năm thứ 6 là 3 giờ sáng, thì ổng tủa phóng hào quang ra, thông báo cho các nước biết rằng ta đã thể thành đạo, nhớ thành đạo nha. Thì hào quang phóng ao ra. Mà cái phần phóng hào quang này là ai làm? Ba không nói nằm ở trong này, vì nó nằm ngoài cái câu hỏi của con. Vì thế mà các nước, kể cả các nước người ta biết là 3 giờ sáng, 4 giờ sáng ông này là ổng thành đạo á. Người ta mới cử người đến xem. Trong nước Ca Tỳ Lạ Vệ đến xem đất đồng, thì đúng là có hào quang phóng ra. Thì mới ta tuyên bố ta đã thành đạo, bắt đầu lập ra cái đạo Phật. Là từ 6 năm sau ở trừ trong rừng. Nhưng mà nói tụi con biết, ông Thích Ca không phải là vô trong rừng ông ngồi tu đâu, ông giả thôi, chứ cũng có cái nhà ở do hoàng triều cất cho ổng. Rồi ổng giả đi tu, đi khất thực này kia, sự thật ổng đi để cho có cái hình thức thôi, chứ về nhà ăn cơm của hoàng triều á, chứ không phải đâu. Một vị thế tử đi tu mà không thể đi xin đâu. Còn bây giờ nói thì người ta nói để người ta nói cho biết là ổng tu khổ hạnh thôi, chứ sự thật đó không có ăn cơm bất cứ cái gì mà người ta cúng đâu. Thì bây giờ 6 năm với 25 tu, 6 năm là nhiều, là 31 tuổi không? Ông bắt đầu 31 tuổi rồi đó. Thì ông mới giảng đạo 45 năm, ba pháp môn này. Là nhiều, 45 với 31 là 76 tuổi. Rồi ông hoàn thành cái chương trình là dạy tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Còn cái năm thứ 77 đó, thì ông bắt đầu ông dạy cái mật chú cho mấy ông thầy thuốc. Rồi 78 đó, thì ông mới dạy cái giảng sanh lên trời hưởng phước cho mấy người giàu. Sau cùng là phải dạy cho người giàu. Rồi 79, ông mới nhắc đến cái thiền tông này. Không được. Vì thế mà cái thiền tông này ông phải kiểm cái ai hiểu cái này thì mang cái này đi về cho hậu thế. Thì năm 79 ông Mahakajip ngộ được cái này, thì ông hành lễ truyền thiền và dặn dò phong ông này là tổ sư thiền đời thứ nhất đó. Rồi năm 80 ông tịch. Đây lịch trình của một vị Phật, chứ không phải mà nói đơn Phật ra để làm cái gì. Bây giờ người ta không có hiểu, rồi tưởng đâu ra gốc cây Bồ Đề ông ngồi,
chứ đâu phải. Đây là hình thức để mà tạo ra một cái danh tiếng để rồi đập ra cái đạo Phật. Thấy không? Vì thế mà trên trái đất, tôi nói là trên trái đất này không ai hiểu cái chương trình này. Đó, tôi nói là đó là một vị Phật ra đời mà muốn vào trái đất này thì ông phải là cái trên này kết đúng phải 20 năm về trước. Đó là một chu kỳ của một vị Phật ra đời là phải 100 năm mới dạy được cái đạo này. Chứ không phải nhỏ đâu. Còn bây giờ xin lỗi, nó không biết rồi, bà Bình Lưng nói tầm bậy tầm bạ thôi. Thấy không? Bây giờ ông nào mà nói thì mà nói là đúng á, giờ hỏi ông Phật là ai giải thích được cái này? Trong kinh đã có nói rồi, nhưng mà hoàn toàn nó chưa rõ thông. Ông Phật Thích Ca là ai? Có người họ biết, người họ không biết. Có người kinh họ cũng móc được là Thái Tử Tất Đà chính là Bồ Tát Thường Hữu Minh ở cõi trời Đầu Xuất, mà chỉ biết một phần nhỏ thôi, chứ chưa hoàn toàn chưa hiểu rõ thông ông Thích Ca này là ai, dạy cái gì mà chương trình dạy như thế nào, hoàn toàn không ai biết. Mà giờ các đệ tử sau này tưởng không biết mà tưởng tượng ra, thì mỗi ông nói một chuyện thôi, mình cũng không trách người ta vì người ta tưởng tượng ra thôi, chứ người ta không được nắm được cái cơ bản của cái đạo. Nếu mà nắm được cơ bản của đạo Phật hoàn toàn mà dám giảng cái này, kể không dám nói luôn, thấy không? Vì nói sai là bị nhân quả. Còn bây giờ tại vì mấy người mù điếc không giờ súng, nó bắn đâu có nghe đâu, tại cái nói đại thôi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu tiếp theo ạ. Kính thưa bác, tại sao thuyết Phật xuất gia năm 25 tuổi, thầy Thích Chân Tín chưa được nghe bao giờ? Vậy thuyết đó nằm ở đâu? Tại sao bác biết mà thầy Thích Chân Tín lại chưa được biết ạ? Cái này dễ như ăn cơm. Nằm trong giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam. Kêu ổng mua đi. Thiếu về nên giờ nó bán thiếu về nhà sách đó. Mua cái này đọc hết. Mà nên nhớ là cái quyển này á, của Đức Phật là bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Chứ không phải là truyền theo công khai. Bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Tìm đến cái nhà sách nào mà thuộc về bán sách bí mật Thiền Tông, mua có. Còn cái sách bán công khai hoàn toàn không có. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Con hỏi câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, liệu một bậc thượng tọa là đã biết hết, hiểu đúng về Phật Pháp chưa? Một vị tăng phải như thế nào thì mới xứng đáng được công nhận là đã hiểu biết tất cả một cách đúng đắn ạ? À? Con muốn hiểu biết một vị tăng mà chân thật thì con phải nghe cái bài kệ này. Tăng là nhà sư thanh tịnh, tánh thể không không chẳng dính bụi trần. Ông nào mà thanh tịnh và không dính bụi trần thì ông đó. Còn cái ông nào có tài khoản trong ngân hàng nhiều quá thì không phải. Ông nào cắt cái chùa to hoàn toàn không được. Mà dính rồi, dính vật chất rồi làm sao là tăng. Dính thì anh phải giữ làm sao tăng thanh tịnh được, thấy không? Rồi dính nhiều quá thì làm sao mà anh bỏ cái tưởng được. Dính thì phải có tưởng, có vật chất thì phải có tưởng để bảo vệ cái vật chất, thế giới vật chất này. Vật chất này anh có nhà, có cửa, có xe cộ là hoàn toàn anh không tu được, anh phải tưởng. Tưởng sao? Xe này bữa nay nó làm sao, cái nhà này nó làm sao, giá lên giá xuống. Cô kêu mọi người chơi chứng khoán là sao đây? Thì phải theo quy luật vật lý của nó, thấy không? Vì thế mà một vị tăng chánh công, tâm thanh tịnh, ly gia cắt ái khinh thần, không dính cái gì hết thế gian này, gọi là một vị tăng chân chánh. Còn nếu một vị tăng mà ham làm này làm kia đó, gọi là gì? Phàm phu tăng. Thánh tăng là cái gì? Mà kiến tánh mới được gọi là thánh tăng. Còn tăng mà ham tiền, ham giảng, ham nói này để kiếm tiền gọi là phàm phu tăng. Phải hiểu cơ bản của Đạo Phật nó này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn. Con hỏi câu tiếp theo ạ. Thầy Thích Chân Tín nói, Đức Phật thành đạo ở trong rừng, nên không thể cắt tóc và mua bộ đồ mới được. Hơn nữa, tiền đâu mà mua? Thưa bác, một người đầu óc bình thường thì có đi thắc mắc chuyện quá đổi nhỏ nhặt đối với một vị Phật, một vị toàn năng toàn giác như vậy không ạ?
Bây giờ nói thì nói cho rõ thế này nè. Ngày xưa đó, Diệu Phật đi tu giữa cái chợ và cái khu rừng tu. Xin lỗi, cách có 200-300 thước thôi. Giờ con tính thì con lên Dầu Tiếng đi. Trung tâm chợ Dầu Tiếng đi vô rừng có chỉ bao nhiêu? 800 thước là tới rồi. Không phải tới một cây số nữa. Là làm sao cũng được. Còn bây giờ nói gì với tiền. Nếu không có tiền, tại sao mà ông cấp cô độc dám mua cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, lót vàng để mua? Thì đấu với cái bộ đồ không thua gì đâu. Phải không? Con suy nghĩ đi. Người ta cúng cho ông ăn không hết, nhưng mà sự thật ông không có lấy đâu. Hoàng tộc đưa ra, muốn cái gì hoàng tộc lo hết. Ông ngồi ở ngoài này, ông cũng đã nói cho hoàng tộc biết rằng con ở đây là cái một hình thức để lập ra cái đạo. Thì hoàng tộc giúp ông, thứ nhất là vợ ông phải giúp ông, con ông phải giúp ông, nó thì con chứ không phải đâu. Mà bây giờ nếu đưa vợ con vô thì nó hơi phàm phục tục, người ta không đưa thôi. Chứ làm gì chồng đi tu mà vợ ngậu nhà, phải không? Có con là con để làm cái gì? Cha đi tu, cha làm ông thầy mà tại sao con không giúp? Còn cái chuyện ông làm ngoài lời nói thôi, còn ở đây mấy xin lỗi mấy không hiểu. Vì thế mà trong kinh thường nói là tại sao Đức Phật cũng thường xuyên về nhà vậy? Đâu phải 6 năm là đã giảng đạo đâu, cũng về nhà. Về nhà rồi mới độ một con ha la hầu la mà đi tu tới ổng luôn. Thì làm sao mà có cái chuyện đi xin ăn ngoài đường. Hoàng tộc mà. Hoàng tộc đi tu chứ đâu phải là một con tay bình thường đi tu đâu. Tại ta không có hiểu. Nhưng mà mục đích cái đạo Phật này là dạy cái gì? Mục đích con Phật muốn nói là cái gì? Không phải là nói cái đạo. Mà chỉ cho con người hiểu bằng sự thật thế đất này. Anh muốn thoát ra cái quy luật nhân quả tam, trái đất và tam giới này phải đi ra bằng con đường này nè, mục đích vậy thôi. Chứ làm sao mà không có tiền mua cái áo. Thành là người ta không hiểu đánh giá tầm bậy. Nguyên khu, nguyên cái giường của ông cấp cô độc tặng cho ông đó, mà còn ông nhận ở đó mà mấy ngày ông đi, nó thiệt để nhận vậy chi, để cho ông kia có cái công đức thôi. Cúng dường cho một vị Phật mà, đâu phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp ý đi, trong ngày có gì con có hơi tiếp bác nói cho nghe. Để con hỏi câu tiếp theo. Thưa bác, đạo Phật có câu y nghĩa bất y ngữ, tức là nên nương vào ý nghĩa, đừng chấp vào ngôn từ. Thầy Thích Chân Tín không chịu lắng nghe để hiểu cái nghĩa, mà chỉ lo dẫn dắt người nghe bằng thứ lý luận trẻ con của thầy, mục đích để chỉ mỉa mai lời bác nói. Đó có phải là hành vi đúng đắn của một bậc thượng tọa không ạ? Thế này nói đúng ra mình cũng không xen vào cái người ta là vị tu, mình không nói. Tư cách một vị tu á, bác là một soạn giả, bác không xen vào nữa. Mà cái chuyện này giao cho nhân dân á. Vị này nói đúng hay sai là nhân dân sẽ phê bình cái này được. Còn bác là một soạn giả, chỉ viết ra. Ai thắc mắc đến đâu, bác hỏi tới đó. Mình phải hiểu tư cách của mình á. Tư cách của bác là một soạn giả, không hơn không kém, không phê bình. Bác viết sách ra, ai thắc mắc hỏi bác trả lời cho. Còn mà phê bình này kia nọ hiện giờ nè, tại sao cái nước Việt Nam cho nhân dân làm chủ thì nhân dân được quyền làm cái vụ này. Bữa nào con rảnh á, kiếm nhân dân nào gần sớm con á, con hỏi. Thấy không? Bởi vì nếu mình biết thì nói, không biết thì thôi. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, có hai chữ thôi. Biết thì nói, không biết ngậm miệng mà nghe, dựa cột mà nghe. Chứ bậy đặt đứng lưng đứng lên nói chuyện xin lỗi 10 tiếng không có tiếng nào trúng hết trơn. Giờ sao? Con nít bốn hồi con có nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa không? Hạng Thác nó hạ Khổng Tử, ông già 72 tuổi. Hạng Thác có 6 tuổi. Nó hỏi ông cứng họng luôn. Một vị quốc sư của nước Trung Hoa xưa đó. Thấy không? Mà một đứa nhỏ 6 tuổi không còn ngưng được. Còn hiện giờ phải nên tất cả các thầy tu hiện nay nên học cái gương của Khổng Tử ngày xưa. Khổng Tử là quốc sư chứ đâu phải nhỏ đâu. Mà đứa nhỏ có 6 tuổi hỏi ông cứng họng luôn. Ông phải nhục không? Rồi bây giờ nếu mình làm người tu biết thì nói, không biết thôi.
mày đặt ra đứng ra nói giải thích này với giải thích kia để làm gì? Để người ta cúng tiền chứ làm cái gì? Muốn cúng tiền giải giác ngộ giải thoát nó cúng ào ào cho nghe, nhưng mà vẫn cho đúng mà. Còn giảng sai á, thì xuống địa ngục, ôi chú hầm lửa lớn đó. Mình phải hiểu. Bây giờ cái đạo Phật là gì? Đạo Phật là dạy đi tất cả các nơi, gọi là đạo Phật. Còn cái vụ đạo Thánh thì ở dạy anh đi làm Thánh thôi. Đó, mình phải hiểu cái cơ bản này. Còn mình không hiểu thì thôi ngồi ở nhà đi. Đừng có bày đặt nói tầm bậy tầm bạ rồi ra người ta cười. Cái chuyện này mà gặp thằng Tùng nó ở đâu á, nó đã ngộ đạo, nó hỏi lại cứng họng với nó rồi còn chật chết á. Tôi thấy chuẩn bị có mấy đứa mà 13, 14 tuổi nó ngộ đạo nhiều lắm. Nó hỏi được lúc đó rồi cứng họng luôn á. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, thầy Thích Chân Tín cho rằng Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ nhung gấm lụa là để xuất gia. Không thể nào sau khi đắc đạo lại đi vào tiệm mua bộ đồ mới. Hơn nữa, ở trong rừng sâu lấy tiền đâu mà mua. Trong khi các thầy ngày nay chưa biết đã giác ngộ chưa, nhưng nửa tháng vẫn cạo tóc một lần, y áo thì vài chục bộ, ở chùa giàu có đủ thứ sang trọng hơn cả người tại gia. Vậy khi nói như thế là thầy Thích Chân Tín đang tự vả mặt mình và vả mặt những ông thầy chùa giàu có phải không ạ? Là nguyên tắc thế giới này, một vị mà thái tử đi tu không phải nghèo đâu. Làm gì không có tiền mua bộ đồ. Muốn mua mấy chục bộ vợ ông cũng mua được. Nhưng ông cần vợ con cũng còn mà. Ông chồng đi tu vậy chứ. Đây là cái nhiệm vụ của ông chồng đi tu, chứ không phải là ông chồng nghèo. Còn cái vấn đề mà ngày xưa nó nói thiệt con á, nó không có thành phố lớn như Sài Gòn hoặc là Hà Nội, mà chỉ là thị trấn thôi. Từ thị trấn bước ra khoảng 200-300 thước là đến rừng. Không đến rừng thì đến ruộng, đồng bằng thì ra ruộng, thấy không? Còn miền núi thì ra rừng. Đâu phải cách xa như mình bây giờ đây đó. Mà hơn nữa là ông tu chứ sự thật, ông cũng ngực sát ở hoàng cung. Ông, bao nhiêu là bà con dòng họ cũng ra thăm ông hàng ngày. Coi như thế nào, săn sóc ông á. Một vị Phật tu là tu phước, sống trên bằng phước. Tuy là ở ngoài rừng như vậy nhưng mà người ta cũng đầy đủ tiện nghi. Thấy không? Chỉ trừ cái người nào mà người dân thường đó là tu theo cái nghiệp. Bây giờ thì đạo Phật tu phước khác, tu nghiệp khác. Anh về giờ anh tu mà anh không hiểu là anh tu nghiệp đó. Còn anh hiểu đạo Phật là anh tu thì tu phước đó. Thấy không? Mình phải hiểu cơ bản này. Còn anh không hiểu nói tầm bậy tầm bạ thì không có được. Rồi không đó rồi bây giờ nếu bất cứ ai, tôi không nói ai. Bây giờ anh giỏi không? Anh ngồi anh giảng đạo cho người ta hỏi tự do đi. Thì mới rồi ông thầy giỏi đó, thầy đắc đạo á. Còn nếu mà hỏi ấp a bốn thì thôi đừng nói, không biết thì làm thinh. Con ếch nó chết vì cái lỗ miệng. Con ếch nó dưới hang kệ đó. Là cạp cái thằng kia nó lấy móc, nó móc lên. Con ếch nó chết vì lỗ miệng. Tu biết thì nói, không biết thì thôi. Đừng có la lên rồi nó hỏi là không biết rồi sao đây. Là nhục không? Thấy không? Nhưng mà thôi, cái chuyện của người ta bác không nói. Nhưng mà nói cho biết thế giới vật chất này. Anh biết thì là nói, không biết thôi. Anh làm thì anh hiểu mới làm, con không hiểu thôi. Chứ đừng có múa gậy giữa rừng quang. Anh múa gậy rửa rừng quang thì không ai đỡ anh, cho anh lên sân khấu mà anh múa. Xin lỗi, nó chỉ để nhẹ anh cái là đo dáng rồi. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Có nhiều thầy là tiến sĩ Phật học nói rằng thời Đức Phật không có chữ viết. Thế nhưng mở miệng ra là kinh sách viết như thế này hoặc kinh sách viết như thế kia, rồi bình luận đúng sai. Con cũng không thấy kinh sách nào nói Đức Phật kêu người ghi chép lại cuộc đời của Ngài hết. Vậy rốt cuộc ai là người đầu tiên viết ra
lịch sử cuộc đời của Đức Phật và viết khi nào ạ? Giờ tu theo đạo Phật á, thì anh phải hiểu về cái lịch sử Phật giáo. Và bên anh phải hiểu cái nguồn gốc của văn tự. Trái đất này nó chia ba thời kỳ: đồ đá, đồ đồng, thời nguyên tử. Là 10.000 năm nó chia. Đời đồ đá, khi con người bị hủy diệt rồi đó, trở lại đồ đá, 3.000 năm mới trở thành đời đồ đồng. Qua thời kỳ đồ đồng thì con người bắt đầu chữ viết. Cái khám phá ra chữ viết của người xưa để lại trong mấy cái tảng đá đó. Người ta mới tới, rồi mới tính ra là có chữ viết, là con người khi ba thời kỳ, tới thời kỳ cuối thời kỳ đồ đá, qua thời kỳ đồng, chữ viết xuất hiện. 4.000 năm sau, một vị Phật ra đời. Vị Phật ra đời là cuối thời đồ đồng, chuyển qua thời văn minh. Về thời văn minh, nhờ một vị Phật nói ra những cái khái niệm về thời văn minh, người văn minh nó mới bắt được, nó phát hiện được. Vì thế mà nếu nói về cái lịch sử thì chữ viết có một trước một vị Phật đúng 4.000 năm. Đó, cái lịch sử của nó đó. Ai biết cái công thức này thì mới hiểu là cái đạo Phật được. Là biết về cái nguồn gốc của chữ viết được. Không biết đừng có phê bình. Ngồi đó thì người ta cúng nhiều thì bỏ túi ăn, không có nhân quả gì hết. Người mình cứ ngồi đó rồi người ta cúng cho mình ăn. Giống như mèo ăn xin, ngồi đó đi, nó bỏ tiền vô, đừng có gì hết rồi. Chứ ngồi đó bậy đặt nói qua nói lợi. Không? Rồi sau này nhân quả. Nhân quả là do cái miệng của mình. Mình biết thì nói, không biết thôi. Nói để chi, tưởng phe ta là giỏi. Đây là kiến chấp của cái người không biết để mà lấy tiền. Đó là nói về cái lịch sử chữ viết. Bây giờ nói về thực tế. Một vị Phật ra đời viết bao nhiêu kinh sách? Nếu tính ra cái bộ Huyễn Kinh Kim là 600 quyển. Quyển Kinh Kim Cang không? Đầu tiên ông viết là 600 quyển, về sau người ta cô động là chỉ còn có một quyển thôi đó. Và 12 cái bộ kinh, bộ nào thế đây? Vì thế mà Tây Du Ký mà qua bên là lãnh lấy cái gì cũng mấy ngàn quyển, chứ không phải mấy trăm quyển. Ai viết đây? Nếu vị Phật không viết là ai viết? Không lẽ đệ tử cũng viết? Mà đệ tử ông viết, không lẽ ông không biết chữ? Con suy nghĩ, mà con có vua, mà con có vua đi tu mà làm gì không biết chữ? Không biết chữ có thể là làm vua được không? Thấy không? Đó, tại ta không hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà biết thì nói, không biết thì thôi. Quên Quang nói thời Đức Phật chưa chữ viết này kia nọ, xin lỗi. Ông đi tu theo ông Thích Ca lại, ổng là giáo chủ ông á, sư phụ ông á. Sư phụ mà không biết hả? Không phú rồi biết làm sao lập ra cái đạo. Không biết chữ làm sao lập ra cái đạo. Rồi làm sao nói về chữ viết? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Nó mình không hiểu cái này rồi nói ra rồi không đỡ. Một mấy đứa mà nó ngộ thiền 13, 14 tuổi, nó hỏi rồi không đâm ngậm miệng rồi sao đây, có nhục nhã không? Biết thì nói, không biết thì thôi. Vậy đặt rồi đứng phê bình. Trời ơi, đệ tử Phật mà phê bình Phật, sướng không? Thì Phật, đệ tử của một vị giáo chủ mà phê bình gì ở dễ chữ. Nó thiệt còn á. Bây giờ cái thời này, và tại sao cái thời mạt pháp trò chửi thầy, nghe không? Đệ tử chửi chủ, học đệ tử của giáo chủ mà chửi giáo chủ, chửi sao con biết không? Ôi Phật không biết đem tánh Phật ra tu, chưa không? Giáo chủ mình mà còn chê rồi không biết đâu. Giáo chủ mình mà truyền thiền không chuẩn là sao? Giáo chủ mình không biết gì, không biết chữ viết. Nó thấy sao? Bởi cái thời này, bởi giờ coi là bác Phật nói cái thời loạn pháp. Ai muốn nói gì nói. Nói sao để lấy tiền được thôi. Gọi là đời loạn pháp. Pháp nói, biết thì nói, không biết thì thôi. Cũng vì cái đồng tiền, cũng vì cái hồ mà để trước cửa. Nói cho lớn để chi người ta bỏ tiền cho. Có đúng tư cách thế. Vì thế mà Đức Phật cũng nói thôi, cái đời mạt pháp này nó loạn rồi, phải chuẩn lại. Thấy không? Thì kêu cái ông Trần Nhân Tông á,
Bây giờ nếu đến nước rồng của ông á, thì ông làm ơn, ông làm sao mà cho cái này nó ra để nó chuyển lại. Cái chuyện này, cái chuyện Thiền Tông này là do ông Trần Nhân Tông, ông chủ xướng cái này. Cái nguồn gốc của nó gần nhất là Trần Nhân Tông, còn sâu xa nhất là của Đức Phật. Khởi thủy là của Đức Phật, mà thi hành là ông Trần Nhân Tông. Thiền Tông Sư thì Đức Thảo chỉ là người thừa hành thôi. Còn bác là chỉ tay sai thôi. Nói cho con biết vậy đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì mình mới nói cho mình mới tham gia vào cái chương trình đạo Phật được. Còn mình không hiểu, đừng có nói. Nói sao rồi cái bị siêu nhân quả được, khúc đó là sao đây. Vừa thấy, vừa tắt thở rồi. Thành quản lý nó tôi giao ông thực thi nhân quả này. Khúc đó là, khúc đó sắm hôn không kịp đâu. Thấy không? Thứ đó mà lính nó bắt nó còng tay rồi thì sao đừng có mong mà, năn nỉ ai ra trời. Tới giờ chót đừng có năn nỉ. Bây giờ mới nè, tu theo đạo Phật là tu giác ngộ giải thoát, phải hiểu thì tu cũng hiểu thôi, còn vô đó thì làm thinh đi. Người ta cúng nhiều thì lấy nhiều. Thấy không? Bày đặt không biết rồi đi ra ngoài nói phê bình nói này kia, phê chửi người ngoài không nói mà chửi ông Phật là kẹt hết. Tại sao phải chửi, chê ông Phật không chửi, biết chửi. Tại sao chê ông Phật là không biết truyền thiền? Thấy không? Con suy nghĩ đi. Cái người bình dân người ta còn biết, không chỉ là những cái người tu cao. Tại sao những thánh tăng lại làm cái chuyện này? Đó nên con nếu gặp cái trường hợp này thì con gặp ai đó con nói lại, biết thì nói, không biết thôi, chứ đừng nói về cái nhân quả. Đây là siêu nhân quả nè, chứ không phải thường đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo ạ. Thưa bác, nếu Đức Phật có yêu cầu đệ tử ghi chép lại cuộc đời của mình, thì thay vì ghi việc ăn, uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, đi cắt tóc, thì một vị Phật sẽ ghi chép điều trọng yếu nào để lưu lại cho hậu thế ạ? Bây giờ một vị Phật nào ra đời vậy, nó ta hỏi dạy bằng công thức, bằng giáo lý, đơn giản vậy thôi. Còn những cái quyển kinh mà viết ra, đây là cái nơi mà ông thuyết pháp một cái tiêu kỳ đề tài vậy đó, thì đệ tử ông mới ghi chép lại chứ không phải ổng luôn. Ổng chép lại rồi ghi rồi về rồi mà chép cái chỉnh đàng hoàng rồi mới hỏi ổng. Nói vợ con làm vậy rồi Như Lai thấy sao? Sư phụ thấy sao? Rồi mày đọc hết thì tao viết, tao chỉnh là cho. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc một vị mà giáo chủ đi ra giảng cái đề tài gì, ai hỏi đề tài gì, giảng cái đề tài đó. Rồi đệ tử mới chép, chép về rồi mới ghi lại. Mình ở đây gọi là dàn trang lại, dàn cho nó để, cho nó có đầu có đuôi, chứ ai hỏi tới đâu cũng nói tới đó, thấy không? Rồi nó trở thành là một cái quyển sách, quyển sách. Nhưng mà nguyên tắc một vị Phật, một vị thật mà tham gia vào được gọi là kinh, biết sự thật tất cả đều viết ra là sách. Vị Phật tham gia vào gọi là kinh, kinh của vị toàn giác viết ra, do một vị giáo chủ viết ra. Mình phải hiểu kinh sách. Vì thế mà dù kinh sách nó có gì, nó đi đâu, sách là do người thường viết, mà vị Phật duyệt gọi là kinh. Phải hiểu cái cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, người học Phật pháp chân chính, một người đệ tử Phật chân chính, thay vì thắc mắc thầy mình sau khi đắc đạo có cạo tóc mặc áo mới hay không, thì cần phải quan tâm tìm hiểu học hỏi điều gì về bổn sư của mình ạ? Bây giờ cái vấn đề mà một vị Phật á, mà mặc áo mới, cạo cái đầu, nó có cái lý do này, con hiểu nè. Đầu tiên Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, chỉ là cắt cái tóc dài thôi. Ông lấy cái kiếm, ông cắt cái tóc dài thôi. Rồi thì vô cũng mặc áo thường, vô núi, vô rừng, những cái ngồi tu vậy thôi. Chứ sự thẩm có tu gì, ông đi vòng vòng ở trong thôi. Rồi ông thấy ai thay, ai gặp thấy ông cũng ngồi tu. Người ta đi ra là thôi, ông đâu có tu gì. Đã ông thành Phật trước rồi, trên cõi trời đầu xuất xuống đây tu cái gì. Đây là hình thức, bởi vì trong kinh thừa thường có nói câu này, các ông đừng có để Như Lai thừa lừa nha. Đừng có để một vị Phật lừa. Ông ngồi ông tu cái gì. Ta đã thành Phật từ, trong kinh Đại Báo Niết Bàn, ta đã thành Phật từ nhiều đời trước rồi. Xuống đây muốn lập ra cái đạo phải làm cái trò này nè. Cái trò ngồi tu rồi đủ thứ hết. Tu khổ hạnh rồi ăn. Lúc đó thấy người ta lợi, ông ăn đồ kêu một thiếu ăn. Chứ tự ăn xong vợ ông vợ cô ra cho ông ăn. Nói cho con biết.
chứ đừng có mình đừng có thần thánh quá cái người tu. Thế giới này là cái thứ âm dương, con phải hiểu cái cơ bản này, không hiểu này thì không đừng có nói sao. Đó. Vì thế mà khi mà ông ngồi tu 6 năm rồi đó, thì bây giờ bắt đầu ông chuẩn bị ra làm ông thầy gì. Ông thầy không thể để đắp tù xù được. Rồi cạo đầu mặc áo đẹp. Nói vợ ổng á, chung ai đó, bà đi ra ngoài chợ mua cho tôi bộ đồ màu vàng này nè. Thấy không? Màu vàng nó sáng ánh đó. Tôi mặc đi. Vợ ổng chung ai đó. Bây giờ trong kinh không nói thôi chứ ai. Bây giờ chồng đi tu mà vợ không lẽ ngồi ở nhà. Mà thấy tử đi tu nữa. Thì vợ ông phải ra chợ mua, đo kích thước đàng hoàng mua rất. Ông bảo bị là mua có nói thiệt con á. Đầu tiên á vợ ông cũng không hiểu nữa. Bà mua cho tôi cái quần áo nào mà vàng sáng ánh. Đó. Nhớ màu vàng mà phải sáng ánh. Thì vợ ông đâu có biết là cái sáng ánh là cái gì. Sự thật đây là cái tánh Phật của mình nó sáng ra. Là màu vàng này nè. Đó, rồi mới cạo đầu mặc áo đẹp ra ngồi. Ta là Phật, ta là đã tu, đã đắc đạo rồi đó. Thì người ta mới tin. Chứ không lẽ ngồi bù xù mặc cái áo ông nông dân rồi đi giải đạo ai nghe. Mình phải hiểu cái này. Đó, bây giờ tôi nói thật cho cái cuộc đời của Đức Phật đó. Mà tôi chỉ nói khúc thôi. Khúc sao muốn hỏi gì tôi nói cho nghe. Ở đó cái câu hỏi này chú trả lời cho con hết chưa? Chưa hết, con hỏi chú nói cho nghe. Dạ, phần này đã hết rồi hả? Con tiếp theo phần khác hả? Thầy Thích Chân Tín nói, lá cờ Phật giáo là do một cư sĩ người Mỹ nghĩ ra, kết hợp với sự sải vương người Tích Lan, dựa trên hào quang năm màu của Đức Phật mà chế ra, chứ không phải vào cái áo chằn và khiếu khâu nhiều màu sắc như ông Nguyễn Nhân nói. Thưa bác, trong buổi giải đáp ngày 3 tháng 4 năm 2021, phần 6 trên 10, bác giải đáp về ý nghĩa lá cờ Phật giáo cho biết, lá cờ xuất hiện lần đầu ngày 8 tháng 4 năm 1888 do một đại tá người Mỹ thiết kế với thứ tự 5 màu sắc như hiện nay. Bác cũng cho biết Đức Phật có dạy về thứ tự 5 màu sắc của lá cờ Phật giáo trong pháp môn thiền tông, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, thông qua bài kệ. Màu vàng tánh Phật của ta, màu xanh thanh tịnh tánh ta rõ ràng, màu trắng trí tuệ sáng choang, màu đỏ ý chí hiên ngang trở về, màu cam công đức mang về, trở về Phật giới là về quê xưa. Con xin hỏi như sau. Thưa bác, qua năm câu kệ, chúng con hiểu Đức Phật dạy rằng con người có tánh Phật và tánh người. Ai cũng đủ ba thứ, có trí tuệ nhờ giác ngộ, có ý chí mãnh liệt để thoát ra khỏi sức hút của thế giới vật lý âm dương, và có công đức thì chắc chắn sẽ được giải thoát, tức trở về Phật giới. Nhờ có bác mà chúng con hiểu được tinh hoa của Đạo Phật một cách khoa học, thuận lý mà chỉ cần thông qua một lá cờ. Còn thầy Thích Chân Tín chỉ biết nhìn Đạo Phật qua hình tướng vật lý bên ngoài, bậc thượng tọa mà lại kém thế ạ. À. Nhiều người dựa vào hào quang của Đức Phật, rồi nào là ngũ căn, ngũ lực v.v. nên thiết kế ra lá cờ Phật giáo từ năm 1888. Không những thế, sau đó rất nhiều biến thể của lá cờ Phật giáo theo phong cách Nepal, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện của Tịnh Độ Tông, Mật Chú Tông, v.v. Thưa bác, sao người ta vẽ chuyện đủ thứ vậy bác? Người tu mà hiểu cơ bản về giáo lý thì không làm vậy đâu. Anh tu mà có cơ bản rồi là hoàn toàn không nói tầm bậy. Biết thì nói không biết thôi. Còn không biết học lớn đầu này câu, đầu kia câu, rồi bắt đầu tưởng tượng ra nói. Chứ đạo Phật đạo nào vậy? Tất cả đạo ra thì phải có giáo lý. Giáo chủ rồi bắt phải có giáo lý thì chính quyền người ta mới công nhận là cái đạo đó là đúng. Nên nhớ rằng đạo ra có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ là cơ bản của nó, thì chính quyền người ta mới công nhận. Đạo ra là gì? Đạo là phải chính quyền công nhận mới hợp pháp, rồi mới lưu hành trong nước và thế giới.
Còn mình không hiểu cái cơ bản này ra rồi mình nói tầm bậy thì sao đây? Giống như mấy đứa 13, 14 tuổi nó ngộ thiền, nó chửi, nó khinh khê rồi ra đây. Người ta mới 13, 14 tuổi mà còn biết, mà không lẽ giờ mình 60 tuổi mà mình tu mà không biết thì sao? Rồi con suy nghĩ vậy mà còn đứng ra nói chỗ này chỗ kia, rồi còn ra cái thể thống gì nữa. Đã mang cái chức thầy, làm thầy của người ta, thì cái gì cũng phải biết mới gọi là thầy. Còn thầy mà không biết chữ nào, đúng là thầy không biết một chữ mà còn làm thầy nữa là sao? Con suy nghĩ sao? Thế giới này còn ra cái trật tự gì nữa không? Bởi vì nói đúng ra cái này á, mình không nói gì ấy, chứ còn nguyên tắc chính quyền địa phương, bất cứ một cái chùa nào cất ra hoạt động, anh phải đúng theo cái quy luật của tôn giáo mới được nha. Mình không trách chính quyền, nhưng mà nguyên tắc của nó đó, anh hoạt động gì, bất cứ cái gì, anh phải đúng theo cái luật của nó. Không có thể là bây giờ, bởi vì nhà nước mình dễ dãi quá rồi, mình ai nếu nói gì nói, muốn làm gì thì làm. Tu cái gì thì phải rõ ràng cái đấy. Sản xuất cái gì thì phải rõ ràng cái đấy. Thấy không? Thành ra bây giờ thì thôi, bác cũng không có xen vào cái này, bác chỉ phân tích thôi. Mà cái chuyện này để nhân dân lo. Nhà nước đã giao nhân dân rồi đó. Nhân dân hỏi ổng, bây giờ ông tu, các cái chùa to này, ông tu cái gì đó tôi nghe. Con nên tìm nhân dân hỏi cái gì. Rồi nhân dân sẽ nói cho nghe. Bác là một soạn giả, khi nào mà nói về bác giết trật giết trúng á, thì bác trả lời. Còn thôi của người ta bên ngoài bác không trả lời. Nha. Dù muốn người ta người tu mà. Tu. Bác chỉ biết là cái sản phẩm của bác viết ra là Thiền Tông. Ai hỏi cái này thoải mái. Hỏi trên trời dưới đất thì cũng được. Chui xuống lòng biển hỏi bác cũng biết nữa. Đó cái nhiệm vụ của bác là vậy. Còn vấn đề mà ông thầy mà nói đúng nói trật thì thôi giao lại cho nhân dân đi. Nhà nước giao mà phân quyền đàng hoàng. Đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền, nhân dân làm chủ. Con phân định cái này thì con sẽ đưa vào cái này vào cái trật tự cái pháp luật của nhà nước thì mới đúng. Câu hỏi con rất hay nhưng mà hơi trật chỗ. Cố gắng sửa lại. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Con xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Thầy Thích Chân Tín nói, theo thầy được biết thì sau khi Thái tử Tất Đật Đa đắc đạo, ngài đã đến vườn Nai để độ 5 anh em Kiều Trần Như bằng bài kinh chuyển pháp luân, chứ không phải dùng thần thông chưởng họ để truyền đạo như ông Nguyễn Nhân đã nêu. Con xin hỏi tiếp. Thưa bác, thế nào là chuyển pháp luân ạ? À? Bây giờ chuyển là gì? Chuyển động. Pháp là tiếng nói. Luân là luân hồi. Trong các chùa nó có vẽ cái bánh xe tròn rồi có 8 cảnh gọi là chuyển pháp luân. Chuyển động tiếng nói và luân hồi. Bây giờ thời buổi văn minh rồi thì mới giải thích được chữ pháp luân. Chứ ngày xưa không ai giải thích nổi cái chữ pháp luân này. Bây giờ bây giờ cái không phải ông Phật Thích Ca ngồi ở đây ông nói mà ông hiểu đâu. Ông lấy từ không gian ông xuống ông dạy cho con. Nha, ông dạy đổ luân chuyển rồi nó trở về không gian. Gọi là chuyển pháp luân. Mà cái bài của tất cả những gì Phật nói là bằng sự thật. Gọi là bài pháp sự thật chuyển luân hồi. Sau cùng trở về Phật giới để cho vị Phật sau lấy ra xài. Tất cả vị Phật lấy ra hết, xài hết ông trả về không gian. Giống như hiện giờ còn có người ta đang phát cái mạng gì đó, Google nó phát cái mạng gì đó, thì con lấy ra con xài cái gì, con học hỏi đàng hoàng là cũng phải trả lại chứ con có bỏ túi con được không? Thấy không? Vì đó là chuyển pháp luân. Cái câu này là thuộc về thâm sâu của đạo Phật. Chuyển là chuyển động, pháp là tiếng nói, luân hồi sau cùng rồi trở về không gian để gì? Để cho cái ông vị Phật sao cũng đến đây thế giới vật lý này lấy ra xài nợ. Tại sao người ta một vị toàn năng toàn giác mới làm được cái này? Cơ con xin lỗi, không có hiểu,
Nhưng hiểu là pháp luân là cái gì? Giờ bây giờ con hỏi ổng rồi, giờ thầy giải thích chữ pháp luân cho nghe coi. Còn cái tư cách đó, thầy muốn mà chất vấn ông Nguyễn Nhân á, tôi con cứ mời ổng đi về chùa, chùa hết tiền xe, tiền ăn uống thì chùa hết rồi. Lên đây tôi chấp dẫn ổng, chứ đừng có ngồi ở nhà mà nói ông Nguyễn Nhân này nè, người ta nghĩa là công bố quyền ký được nhà nước và giáo hội cho phép đó nha, chứ không phải là ông tự động ông công bố đâu. Ông Nguyễn Nhân này ông viết 11 quyển sách gì nói về thiền tông là được nhà xuất bản Tôn Giáo và Hồng Đức cho xuất bản đó. Thấy không? Còn ông mà muốn mà hạ ông Nguyễn Nhân dễ ợt, để kêu bao nhiêu người, mời bao nhiêu tiến sĩ lại đi lên chùa, con đứng ra con dẫn đi, lên bao nhiêu lộ phí, bác sẽ đưa cho tiền cho con, trả tiền xe. Mỗi một ông, ví dụ ông lớn, mỗi ông hòa thượng, tôi gửi bao thơ cho 1 triệu, thượng tọa đó 700, đại đức 400, riêng con cho 2 triệu. Con có công mà, con cò mà, có công làm vợ, con nhiều nhất. Thấy không? Đó, bây giờ muốn hạ ông Nguyễn Nhân dễ ợt, ông có trụ sở đàng hoàng, mà ông làm gì cũng bằng luật pháp hết á. Rồi bây giờ đó, con mà còn giỏi nữa thì còn mời một số phóng viên báo chí nữa. Phóng viên báo chí nào mà về viết hay, bắt cho 10 triệu. Phóng chỗ đây đó. Để chi? Để chi cho rõ ràng à. Giữa ông Nguyễn Nhân này là giờ với mấy cái ông phê bình, cái ông chửi ông Nguyễn Nhân á. Ông Nguyễn Nhân dám chơi kiểu này nè. Lên mà nếu mà ông Nguyễn Nhân mà nói không được, giả vô miệng ông, hỏi ông mà trả ông được giả nữa. Còn ông ngồi ở chùa, ông chùa mà ông giảng tầm bậy mà ha, tôi đốt chùa ông, chịu ông, ký tên tôi bắt chấp nhận liền, ký tên liền. Còn ông thua, ông chỉ cần đi về thôi, tôi quay hình ảnh tôi đưa lên mạng thôi, chứ không có gì đó. Không có đá động, không nói nặng ông. Ông thua, tôi chỉ cần ông đi về, rồi tôi giao cho nhân dân làm chủ phê bình. Nói gì nói, ông Nguyễn Nhân hoàn toàn không nói. Thấy không? Luật chơi của ông Nguyễn Nhân là vậy, rất đàng hoàng. Chứ không phải giấu giếm ai hết. Bất cứ ai, bây giờ trong giáo hội, không biết ông giữ chức gì tôi không biết, nhưng mà mời hết đi. Người nào cũng có tiền hết á. Con làm còi hướng dẫn đi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi được câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, Đức Phật dạy bài kinh chuyển pháp luân trên thực tế là làm gì ạ? Một vị Phật nào ra đời nên phải có cái chuyển pháp luân. Thì bác đã nói giải thích cái chuyển pháp luân thế này. Con người ta nó có cái điện từ âm dương. Bên tay phải, tay trái. Phải là dương, tay trái là âm. Hai cái gì này đó, người ta đứng, người ta bắt cái yến gọi là cái ấn pháp luân, ấn chuyển pháp luân, nó kéo từ điện từ dương qua điện từ âm để nó quay, nó chuyển để mà lấy được cái nền không gian, lấy được cái văn học của nền không gian xuống để dạy, gọi là chuyển pháp luân. Mà không ai hiểu cái này đâu. Mà giờ văn minh rồi người ta mới nói cái chuyện này, chứ người ta không biết, hồi xưa ta không biết con người sống bằng cái gì, con người mình là sống bằng điện từ âm dương, giống như con robot á, nó sống bằng gì, nó sống bằng điện từ âm dương chứ cái gì nữa. Con giờ mất điện rồi sao? Con đứng cứng ngắc luôn, con rã luôn á. Chữ chuyển pháp luân này là cái dòng điện nó vừa chạy thì nó mới thu được cái năng lượng của cái tam giới này, cái thế giới này xuống. Mà ông muốn muốn thu được cái gì thì ông phải lấy được cái đó. Giống như con có cái máy laptop, con muốn lấy cái gì thì con bấm vô cái ký hiệu đó con mới lấy được. Thì ông Phật cũng vậy, ông Phật làm gì toàn năng toàn giác. Bây giờ ông muốn giảng cái pháp này nè, pháp tứ diệu đế nè, nghe không? Là hiểu được cái kỳ diệu của tất nước gió lửa đó. Thì ông bấm cái này ra thì cái chương trình nó hiện ra. Ông biết ông dạ, ông nói rồi đệ tử ông ghi lại, gọi là tứ diệu đế, là một bài pháp đó nè, nghe không? Mà cái chuyển pháp luân này là không phải đơn giản mà một người làm được đâu. Rất nhiều cái thế giới mà nó giúp cho con cái người này. Mà cái này sâu xa bác không nói.
Thấy không? Một vị Phật ra đời tại cái gì cũng được, muốn ổng muốn lấy cái gì thì phải bấm cái diệu pháp lưng thì cái đó nó xuất hiện liền. Giống như con hiện giờ con xài laptop, con muốn thấy cái gì con bấm vô cái đó thì nó mới hiện ra. Theo Phật diệu pháp lưng cái này nè, mình biết thì nói, không biết thì thôi. Cái này nó bởi vì như thế mà tại sao mà cái bài cái pháp thứ sáu gọi là đạo Phật khoa học vật lý, thì nó nằm, nó liên quan đến cái khoa học và vật lý thì mới là đạo Phật khoa học vật lý, là cái chỗ này. Chuyển pháp luân thì chỉ nói về khoa học vật lý thôi, còn ba cái đạo trước nó không có nằm, không có dám nói tới cái này gì, nói ra người ta không có hiểu. Tất cả đạo ông Phật muốn nói cái gì thì ông tự nhiên là nó, ông lấy từ không gian ông dạy mình. Từ bởi vậy thì hiện giờ nó có nhiều cái nhà khoa học nó cũng hiểu được cái này nè, thấy không? Nhưng mà mình không tham gia vào cái chuyện khoa học. Mà giờ ví dụ con hỏi cái gì bác nói cho nghe hết luôn, nó trắng bóc luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Để mở đầu công cuộc dạy đạo, Đức Phật thể hiện thần thông qua cái đánh chưởng khiến một ai đó bị té. Tại sao Đức Phật phải dùng cách này? Và việc này mang ý nghĩa như thế nào ạ? Bây giờ cái câu chuyện này, ngày xưa Đức Phật đi tu ở trong rừng như vậy, bao nhiêu người, bộ Kiều Trần Như, Kiều Trần Na, Kiều Trần Nghi và Kiều Trần Na, và bốn người bạn Thực Lực, Mã Hiền, Mã Thắng gì đó, chín người. Khi mà ông tu rồi đó, ông đã tuyên bố thành đạo rồi đó, nhớ thành đạo không phải thành Phật nha. Ông thành Phật rồi, bây giờ ông gọi là thành đạo ở trái đất. Ở trái đất này gọi là thành đạo, đạo gì? Đạo thần thánh tiên, đạo cô hồn. Trái đất này nó có lại mấy đạo đó đó, gọi là thành đạo ở đây. Thì bây giờ, ông muốn cho cái đạo này ra thì ông phải có cái thuật đưa ra. Phải không? Bây giờ nếu mà thuật đưa ra bằng cái gì? Ông nói ông ra ngồi, ông vợ ông mới mua cái bộ đồ cho ngon lành, cạo đầu đàng hoàng rồi. Ông ra ông ngồi giảng đạo. Thì mấy ông kia nói sao? Ôi cái ông này phải làm cái gì? Mới đây cái là mày đặt cạo cái đầu, mua mấy bộ đồ đẹp đẹp rồi đặt lại tôi giải đạo. Đạo cái gì? Thì ông Thích Ca ông mới nói là ông Thái Tử Tạc Đà nói, ta thành đạo mấy ông tin không? Nó không. Ở đây, nào không tin là đứng đây. Giờ nếu mà ta thành đạo được á, thì ta có cái cách để cho mấy ông sợ, ông tâm phục khẩu phục á. Rồi mấy kia đó, rồi tôi đứng nè, ông làm gì? Rồi phải không? Ông đưa ông ta đẩy cái kia nó quăng lăn mèo răng vòng tròn mấy vòng. Ô ghê quá. mà phim Tàu nó gọi là chưởng á, chưởng là gì? Chưởng là đẩy. Chưởng lực cho cái điện từ dương nó đẩy cái người đó đi, thì mới chứng minh ông này ông mới dùng cái thuật này thì ông mới thu phục được mấy cái thằng cha mà tu chung với ông, thấy không? Vì thế mà cái thuật này không phải ông sử dụng một lần đâu, ông sử dụng nhiều lần. Mà bây giờ tôi hỏi con à, trong kinh có viết cái câu là cái ông vô não giết ổng không? Cầm cái viết đi kiếm ổng á, nhưng mà ổng đứng ổng vô não chạy lên kiếm, ổng để cái tay vậy nè, ổng vô não sao ổng đi tới đó được không? Ông không dừng cái chưởng lực này thì ông vô não sẽ tới ổng á. Rồi con voi nữa, cho uống rượu á, nó tới để nó giết ổng á, con voi có tới nổi không? Ông có sử dụng thần thông không? Đây là cái chưởng lực ổng chứ cái gì đấy. Mà người Trung Quốc nói là cái chưởng lực, mình ở đây gọi là thần thông lực. Nó có chứ phải, trong kinh sách viết đàng hoàng chứ đâu phải mà bác bịa ra. Tại người ta chưa không có hiểu. Nhưng mà một cái tổ chức, một cái vị Phật mà dạy đạo không phải đơn giản đâu. Không phải như mấy ông nào hiểu đâu. Bao nhiêu cái người mà giúp ổng là cái gì? Thành A-la-hán ở đây là ai giúp ổng? Thế giới này đâu phải của ổng đâu. Ổng là cái hình thức của một người dạy đạo giải thoát thôi. Là nói cho người ta biết để đi ra cái thế giới này thôi. Còn bao nhiêu thần thông phép màu nó nằm ở trong cái thế giới này nè. Giống như hiện giờ khoa học nó chứng minh rồi. Bao nhiêu cái sự hủy diệt trái đất này nằm ở không gian á. Ai lấy ra được?
mà người ta mà bây giờ mình hỏi là hạt nguyên tử rồi hạt black ma rồi hạt hồng ngoại vậy, nó nằm ở trong này vậy, chứ đâu ai thấy được cái hạt đó, chỉ người nào biết mới đem ra sử dụng được. Vì thế mà ông Thích Ca ông mới hiểu cái này, ông mới sử dụng cái thuật này để ông lập ra đạo. Mà ta nói giờ không biết rồi giờ chọc nó bác đây dùng như thần thông chưởng lực nó tầm bậy, ông hiểu cái này là cơ bản của một cái đạo. Tất cả đạo mà không có cái này không ai lập ra được thế gian này nè, thấy không? Bây giờ bác không nói ở đây, tất cả đạo khác đều hoàn toàn có thần thông hết, từng có cái phép màu hết, nhưng mà bác không nói, của người ta bác không nói, mà bác chỉ nói cái thậm chí cái đạo Phật ông Thích Ca này, nếu mà không có cái thần, có cái chưởng lực này, làm sao đẩy con voi đi ra, làm sao đẩy con vô não đi ra. Còn vấn đề mà khai đạo thì phải mấy người kia nó chửi ổng thì ổng phải làm cái thuật này để ổng cho nó tâm phục khẩu phục, nó tin ổng là cái ông giáo chủ dạy cái đạo này thôi, chứ đâu phải ổng muốn làm cái này. Còn mình tu không biết thì là làm tin đi, thấy không? Đạo Phật không phải đơn giản là ngồi đó thấy đưa ổng đưa cái gốc cây đẻo lên rồi xi măng đẻo rồi đẹp đẽ rồi quỳ lại, không phải vậy, không phải vậy. Tất cả đạo mà tại trong cái chùa tu bất cứ hình ảnh gì nó đều có cái ngụ ý hết, thấy không? Chứ không phải là không ngụ ý. Bây giờ xin lỗi ông thờ ông Phật chứ tôi hỏi ông cái tư cách ông Phật này ông ngồi ông làm cái gì? Tôi phát cái tư cách thờ bởi vì chú đã phát ra là sáu thủ ấn của cái pháp môn, anh tu tiểu thừa là nó như thế nào, chứ đâu phải mà nó tu tiểu thừa cũng đem là nghe thấy ông Phật đem cục gỗ đẻo đem xi măng đáp thành Phật rồi lại xoáy đầu, không phải vậy. Đạo Phật là đạo khoa học vật lý, cái gì cũng phải giải thích bằng khoa học và bằng công thức khoa học thì mới là cái đạo Phật. Còn mình tu cũng vậy, vô tu thì làm ơn biết thì nó không biết, rồi ngồi ở nhà đi, rồi ngồi đó thì để cái thùng ở trước, rồi ngồi ở đây chắp tay nam mô cúng dường Bồ Tát nam mô cúng dường Bồ Tát, cái đọc câu đó thôi cho nó bỏ vô cho mình coi, nghe không? Còn không phải nam mô cúng dường Phật, nam mô cúng dường thầy. Thì nếu mình làm Phật thì cúng dường Phật, còn mình làm thầy nam mô cúng dường thầy thì nó bỏ vô nó cúng, phải không? Đừng có nói vậy, không nhân quả gì hết nha. Ủa tôi nói vậy bỏ cúng tôi không có kêu à không nhân quả, giống như mấy ông ăn xin qua đường đòi để cái nón đó vậy, khổ quá lão, khổ quá, nó bỏ vô nó cúng chứ tôi đâu có kêu hay đâu, phải không? Thì không có nhân quả. Còn bày đặt mà đưa ra rồi nói chuyện tào lao để lấy tiền, coi chừng. Hai con đường đi, qua báo và địa ngục, thấy không? Qua báo địa ngục hai nơi, muốn tu cái nào thì xơi cái đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, như vậy bài Kinh Chuyển Pháp Luân chính là lời giảng đầu tiên của Đức Phật về nguyên tắc sức hút vật lý âm dương nơi thế giới này. Thầy Thích Chân Tín không hợp khoa học vật lý nên không biết nguyên tắc này, phải không ạ? Đúng rồi, tất cả đạo sáu pháp môn đều có cái chuyển pháp luân của nó. Ở chùa Tân Diệu có thiết kế cái sáu cái mô hình này. Ta làm cái gì nó có rõ ràng chứ, mà ta giải thích chứ đâu phải, chứ không phải đấy, chứ không phải ngồi đó được phê bình ý mình tu lâu á. Bởi mình tu rồi chửi mấy cái thằng chả không tu. Bác chỉ là nhà không tu mà bác về nhà sưu tầm, phải không? Muốn chửi thì chửi, bác không buồn với chú sưu tầm mà. Còn nếu mà không tâm phục khẩu phục rồi lại ngoài họng bác. Giống như tụi con này, lại hỏi bác này, muốn hỏi cái kiểu gì cũng được, hỏi mà bác trả lời không được chửi bác, phải không? Rồi chửi thì bác là ôi ông tàu lao. Bây giờ nếu mà con hỏi mà con bắt ra là ông được chửi bác, ông đừng có lừa đảo nha, biết thì nói không biết thôi, đừng có lừa đảo, nghe không? Đó. Con được quyền chửi cái này, bất cứ ai làm cái gì phải cho rõ ràng, phải cho thông thì mới nói, còn không thông thôi làm ơn ngủ đi, đi kiếm cái nghề khác thì. Ông đừng có viết sách mà tôi hỏi ông được, tôi giả ổng không á. Không? Ông mà
ông mà viết sách về đạo Phật mà tôi hỏi không biết, ông có chừng tôi. Rồi, hỏi tế bi. Dạ, thưa bác, việc Đức Phật dạy bài chuyển Pháp Luân được lưu qua hình ảnh nào, có phải qua thủ ấn của năm pháp môn Phật dạy ban đầu không ạ? Đúng rồi, Pháp Luân là do, bởi vì trong cái đó là ông lúc nào ông Phật cũng có chuyển Pháp Luân để về, để ông tự Pháp Luân về tiểu thừa, thì ông lấy pháp môn tiểu thừa là xuống dạy, trung thừa, đại thừa cũng vậy, gọi là chuyển Pháp Luân, xong rồi phải trả về cho công gian. Đúng không? Chuyển lại luân, chuyển pháp là tiếng nói, luân là luân hồi, ông xuống đây tôi xài rồi tôi trả lại cho ông á, trả trên cái không gian á, giống như một cái bom nguyên tử đi, nó nén vào bao nhiêu cái nó nổ để nó phát ra cái lực thôi, nhưng mà từ lát ma hay là điện tử âm, điện tử dương, rồi tất cả gì nó nén rồi nó trả về không gian, chứ nó đâu có chết đâu, mấy cái hạt nó không có mất nha. Mà nó chỉ kết hợp để nó tạo thành một cái công lực phá. Nó nổ quỳnh được cái mấy người xung quanh chết, chứ cái nó đâu có chết, nó trở về công gian của nó. Thấy không? Mình thời này cũng vậy. Ông Phật, ông giảng cái đó, ông nói đã rồi, ông trả về không gian để cho ông sao lấy. Ông viết đây, viết sách rồi, như người phàm phu như mình mới đọc nè. Mình phàm phu mới đọc sách ổng rồi mới hiểu, hiểu là ngộ. Thấy không? Chứ không phải ai đâu, chứ không phải ông đem xuống đây ông xài. Ông xài sâu rồi trả về để dành cho 10.000 năm sau, ông Phật sau lấy tiếp. Nó thời gian là thời gian của cái thế giới này đó là chu kỳ 10.000 năm. Nó đi một vòng, mà đi 1.000.000 lần về rồi trái đất hết xài, dục luôn. Rồi có hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy Đức Phật còn dùng thủ ấn chuyển Pháp Luân vào Pháp môn thứ 6 là đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông nữa không ạ? Nói đúng là cái thiền tông á, nó không có dùng cái ấy, nó không có dùng cái chuyển Pháp Luân. Thiền tông là gọi là lấy trực tiếp nói, chứ không phải là chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân là dùng cho cái năm pháp môn của vật lý. Thiền tông hoàn toàn là gọi là đã khai thị rồi. Cái vị Phật và cái người mà ngộ thiền là trực tiếp lấy luôn, không có chuyển. Con có hiểu không? Cái ý con hỏi phải nào? Chuyển Pháp Luân là dùng cho cái năm cái pháp môn kia, pháp môn vật lý á. Còn mà cái thiền tông gọi là đạo khoa học, nó đã phơi bày ra bằng sự thật, nó không còn lấy cái này nữa. Mà nó là cái tự nhiên nó lấy được thôi, chứ nó không chuyển Pháp Luân. Được, lấy vô xài, xài cũng được, thôi, trả lợi, có vậy không? Thấy không? Nó gọi là đạo Phật, mà cái thiền tông nó gọi là đạo thực tế và đạo khoa học, nó không nằm trong cái mơ hồ, hoặc là nó không có mộng đạo, cái tâm linh đó, nó không có, nó gọi là đạo khoa học mà nó không có nằm ở trong cái dạng đó. Chuyển Pháp Luân là nói về cái sự tu hành. Đạo Phật không có tu, tôi không có chuyển Pháp Luân. Tôi mở con mắt Phật ra, ông Phật mở con mắt Phật ra thấy cái đó, đem về cho ông xài nè, thôi vậy thôi. Rồi ông sai nó là bỏ luôn đó. Còn tự động nó trở về là cái chuyện của nó. Thấy không? Còn cái kia là chuyển để chi? Vì thế mà trong cái đạo Phật á, nó sai biệt cái chỗ này nè. Cái người tu mà vật lý họ không có hiểu. Vì thế mà nó mới sai. Vì cái chuyển Pháp Luân này nó mới sai. Nó không biết rồi thì nó mới giảng tầm bậy tầm bạ, nó sai. Còn cái đạo khoa học vật lý này nó lấy trực tiếp và chỉ giống như là lấy của ánh sáng ban ngày, còn bên kia nó lấy ánh sáng của ban đêm, nó đi theo cái dòng điện của nó lấy, còn đây không có thấy dòng điện, tôi thấy tôi bóc lên tôi xài xong tôi trả lại. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này nè. Đạo Phật nó có 6 pháp môn tu, nhưng đặc biệt cái pháp môn thiền tông mới để là đạo Phật khoa học vật lý thiền tông, còn pháp môn kia thì nó không có để chữ khoa học được, mà không để chữ vật lý được. Cái ý nó là vậy. Chuyển Pháp Luân chỉ sử dụng cho 5 pháp môn vật lý. Còn thiền tông không có chuyển Pháp Luân. Vì thế mà ông Phật không có bắt ấn à. Không có, ông đứng trong cạnh xe rồi. Thấy không? Mày thấy không? Nó thấy. Rồi xong. Còn thằng kia thì nó đâu có biết gì đâu. Nghe không? Thì nó, ông phải giải thích dòng do tam quốc thì nó mới hiểu. Còn thằng ông này nè, mày mở mắt chưa? Dạ thấy rồi, mở rồi. Thôi, mở thấy rồi thôi còn gì nữa mà chuyển gì nữa.
Hồi đó con không hiểu, rồi con mừng mò, rồi con quay, con mới ra. Còn bây giờ sáng như ban ngày còn chuyển cái gì nữa, thấy trực diện, thấy hay không, thấy hay là không, vậy thôi. Cái thiền tông nó khác hẳn lại với cái năm Pháp Môn kia. Mà bây giờ cái này thiền tông là không ai hiểu cái này. Thì nói thiệt là cái câu hỏi này từ xưa tới giờ chưa có ai hỏi. Mà bây giờ con là người hỏi tới đầu, mai mốt tụi nó ăn cắp, hỏi, nó ăn cắp á. Chứ xưa đâu có ai biết. Bây giờ nhiều thầy cũng ăn cắp nhiều lắm. Nhưng mà thôi ăn cắp thì càng tốt. Nhưng mà còn thật hay là không thì nó nằm bên trong á. Anh ăn cắp là anh ăn cắp bên ngoài cái vỏ thôi, chứ có ruột anh không ăn cắp được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, thầy Thích Chân Tín nói sau khi truyền đạo cho Nam Anh Em Kiều Trần Như, từ đó Tam Bảo được hình thành trên thế gian. Con xin hỏi hai ý. Ý thứ nhất, xin bác giải thích từ Tam Bảo là gì ạ? Tam là ba, bảo là quý. Là do ai? Cái Tam Bảo này không ai giải thích được đâu. Mà hiện giờ trên thế gian này chưa có xuất hiện Tam Bảo. Bác giải thích cho con nghe. Bảo thứ nhất là Phật. Phật ở đâu đây? Hoàn toàn ông Phật có đây. Pháp là lời dạy của Đức Phật. Ai đủ tư cách đứng ra giảng Pháp? Hoàn toàn hai cái bảo này không có. Tăng. Tăng là cái người kiến tánh Phật. Mà bây giờ ai ở trái đất này kiến tánh Phật? Vì thế giới mà trái đất này Tam Bảo hoàn toàn biến mất. Từ khi một vị Phật trở về Phật giới tới bây giờ, Tam Bảo nó có tịch thời Đức Phật. Nhưng mà nếu mà đi theo cái dòng thiền thì nó có, mà đi theo cái dòng tu thì nó không có. Nhớ là dòng thiền không tu, dòng thiền tông không tu, mà dòng tu thì hoàn toàn biến mất cái Tam Bảo này. Phật là một vị toàn năng toàn giác. Mà giờ ai đủ tư cách đứng là một vị toàn năng toàn giác? Pháp, ai giảng đúng cái lời Pháp của Đức Phật dạy? Dạy đúng lời Pháp là dạy thì anh phải có giáo lý của Pháp Môn đó. Mà giờ tìm giáo lý ở đâu? Hoàn toàn không có. Tăng là phải kiến tánh. Và tìm có ai kiến tánh không? Vì thế hiện tại trên thế đất này chứ không có Tam Bảo. Có danh từ Tam Bảo, nhưng mà thực chất Tam Bảo không có. Con hiểu không? Nếu hiểu hỏi câu khác. Dạ, ý hai con hỏi là các thầy xuất gia có bằng cấp tiến sĩ, cao tăng, đại đức, thượng tọa, hòa thượng có được xếp vào hàng Tam Bảo này không ạ? Bây giờ chứ Tam Bảo thì chưa trình bày giờ rồi. Còn các thầy tu hiện bây giờ nó phân cấp, kêu bằng thầy tu cao, thầy tu thấp thôi, chứ không có Tam Bảo. Tam Bảo vô này à, bây giờ ông có tiến sĩ là ông thầy tu có tiến sĩ thôi, rồi có thạc sĩ, rồi cử nhân đại học gì thôi, chứ làm sao có Tam Bảo? Tam Bảo đâu có nằm vô đây được. Các thời này đâu có Tam Bảo. Nhưng mà nên nhớ nè, phải hiểu cái thời tu thì nó có thế này nè. Thời tu nó được xếp vào ba cái loại. Thầy tu mà anh kiến tánh gọi là thánh tăng. Thầy tu mà lợi dụng đạo kiếm tiền là phàm phu tăng. Mấy ông tu mà làm đủ chuyện gọi là phàm phu tăng. Còn ông thầy tu mà hành đủ thứ nghề, ai kêu gì cũng làm, đó gọi là gì? Tớ tăng. Đi là mướn cho người ta. Rồi cái ông thầy mà không biết gì mà đứng ra giảng, nó gọi là gì? Ngạo mạn tăng. Anh đứng anh giảng thì anh phải hiểu, còn không hiểu anh đừng có giảng. Anh giảng là anh tôi xưng thấy, tôi này tôi kia, anh gọi là ngạo mạn tăng. Có hiểu bốn cái cấp tăng hiện giờ coi anh nằm ở đâu. Ví dụ ông thầy bảo chuyên môn hình nghề này kia nọ là phàm phu tăng á. Ví dụ là tôi hình nghề tôi bán thuốc, tôi hình nghề tôi làm cái gì đó là phàm phu, đi làm ăn mà làm kiếm tiền mà. Thấy không?
Còn mà đi là mướn đó. Là mướn mà biểu làm cái gì làm đấy đó. Giống như con đi làm thuê người ta đó, sai gì con để làm đấy, coi là tớ làm tớ của người ta đó. Đó, phải hiểu cái cơ bản này. Còn mà anh đứng anh giảng đạo á, anh hiểu giác ngộ thì anh giảng thì không sao, còn anh không giác ngộ giải thoát nó mày ngạo mạn. Ngạo mạn tăng ở chỗ này này, biết không? Đức Phật đưa ra bốn cái cấp rõ ràng chứ không phải là nói mù mờ. Tại này con nói hỏi chú mới nói nha, chứ chú còn hỏi chú không nói cái chuyện này đâu, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi được câu hỏi tiếp theo ạ. Thầy Thích Chân Tín nói ông Nguyễn Nhân cho rằng năm thứ 46 Đức Phật để lại tóc và mặc áo nâu. Thầy cũng không thấy kinh sách nào nói về cuộc đời Đức Phật mà có nói về vấn đề này. Con xin hỏi như sau ạ. Thưa bác, khi đăng video này, thầy Thích Chân Tín cũng đang mặc áo nâu. Thế mà thầy lại bài bác chuyện Đức Phật từng mặc áo nâu. Thầy lúc thì mặc áo vàng, lúc thì mặc áo nâu, ăn mặc tùy tiện như thế. Vậy thầy có hiểu đúng lời Phật dạy và có làm đúng quy định của Đạo Phật không ạ? Đức Phật có viết ra cái quyển giáo lý mà vấn đề ăn mặc, nó có cái nguồn gốc của nó. Tại sao ổng mặc áo vàng? Áo vàng là gọi là sáng ánh sáng chói, thấy không? Là trí tuệ sáng suốt, tượng trưng cho một người trí tuệ sáng suốt. Mặc lúc nào? Mặc lúc giảng đạo mới gọi là ông thầy, thấy không? Khi con hành lễ làm cái gì ha, con giảng đạo thì con phải mặc áo vàng. Còn cái áo nâu là gì? Ông ở trong chùa, con quét chùa là con mặc áo nâu. Ra ngoài tưới cây, tưới kiển là mặc cái áo nâu. Đi vô rừng kiếm củi về chụm là gọi là mặc áo nâu. Phải hiểu cái hay này. Áo nâu là gọi là áo nâu sòng, là làm việc. Còn mà áo vàng sáng chói, trí tuệ sáng chói mới mặc áo vàng. Một vị tu phải hiểu hai cơ bản này. Còn anh không hiểu đúng đâu, anh mặc ở đó là, thì người ta nói anh dốt quá. Cơ bản đạo Phật là cái này, tại sao không hiểu? Thấy không? Nó phải hiểu cái cơ bản này. Cái lúc nào anh mặc áo vàng và lúc nào mặc áo nâu. Áo nâu để cho lao động, gọi là lao động. Cái áo mà gọi là giảng pháp, gọi là giảng trí tuệ sáng trưng ra, mới dùng cái chữ màu vàng này. Cơ bản anh phải hiểu cái này. Còn anh không hiểu thôi đừng có bôi bình người ta. Bôi bình người ta rồi ta hỏi lại, ta hỏi gì cái công thức anh không hiểu là tự nhiên anh nhục. Đừng có phê bình ai hết, biết thì nói biết thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Xin bác giải thích là tại sao năm thứ 46 thì Đức Phật để tóc và mặc áo nâu ạ? Việc này có ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ? Năm bây giờ bác nói nè, 20 tuổi, 25 tuổi đi tu. 36 năm tu là 31 năm. Không phải năm 46, 40. Năm 31, ông tuyên bố là ông đắc đạo. Ông phải cạo đầu và mặc áo, đứng ra giảng đạo. Cạo đầu luôn. Cạo đầu cho sạch sẽ. Cạo đầu là cái ý gì biết không? Xóa bỏ cái thế giới trang bị này nè. Con đẹp trai hay không là do cái mái tóc của con á. Cái mái tóc con lùn xù cũng được. Con xấu con đẹp cũng do cái mái tóc của con. Mà bây giờ cạo bỏ đi, dẹp đi, tôi không cần cái thế gian này, tôi không cần đẹp. Mà tôi làm ông thầy dạng trống bóc cái đầu tôi chấp em hỏi cái gì tôi cũng trả lời được hết. Gọi là cạo đầu trọc, dẹp hết cái vụ thế gian. Anh muốn hỏi gì tôi nói hết chứ nghe. Gọi là ông thầy giờ đó. Đúng 31 tuổi ông mới cạo đầu nha. Mà ông dạy 45 năm và 2 năm nữa là 47 năm. Khi mà năm 79 ổng để tóc lại. Tuổi ổng 79 tuổi
Còn một năm nữa ông chết á, thì ông mới để tóc lại để gì? Ông dạy cái pháp môn giải thoát này nè. Và pháp môn giải thoát này mới dẫn người ta trở về Phật giới. Hồi đó anh vô trong cái thế giới này nè, anh mượn người ta, mượn cái thân và tánh người. Để anh, cha mẹ để anh ra cũng có tóc ấy, mà giờ tự nhiên anh đi tu thì anh mới cạo đi. Mà giờ anh trở về phải trả lại cho tôi chứ, thì tại sao anh phải về phải cạo? Lý do, ông Phật có ba cái thời kỳ. Một là tu, hồi còn trẻ đó thì bình thường, khi tu thì không cần trau chuốt, mặc áo không cần ấy, rách cũng được, bao nhiêu áo cũng được. Đây là cái tượng trưng, chứ một thái tử không có làm chuyện này đâu. Đây là cái hình thức nói lên vậy thôi. Rồi trong cái thời gian mà giảng đạo là hoàn toàn phải ăn mặc đẹp, là thứ hai là đầu phải cạo trọc. Khi trở về Phật giới phải trang bị lại đúng một con người. Đúng một con người trở về Phật giới. Vì thế mà đúng ra đó, nếu một vị Phật trở về Phật giới thì phải mặc cái áo mà của cờ Phật giáo đó. Cái áo công đức đó, đúng của nó là phải vậy. Nếu mà giờ nó nhiều quá thì nó thấy. Chứ đầu tiên ông mặc vàng nha, rồi mặc áo nâu, mặc áo vàng, áo bình thường đi, rồi áo áo vàng giảng đạo, rồi áo nâu lao động, rồi còn áo cái kia mang cái áo màu cam phải về Phật giới. Nó đúng theo cái tổ chức của cái đạo Phật để mang trở về Phật giới, mà đây ta dạy cho anh về Phật giới. Còn bất cứ thầy nào không hiểu cái công thức này thì đi phê bình người ta thôi. Nhưng mà phê bình người ta đó, rồi người ta hỏi lại rồi không biết làm sao. Nếu mình phê bình, đứng ra phê bình thì phải chấp nhận là người ta hỏi lại. Đừng có ý là mình tu lâu năm, mình có cái cơ sở to rồi mình nói muốn hỏi làm đó. Nói, thời này không còn cái chuyện đó nữa. Thời này không còn mỹ dân nữa. Làm cái gì phải cho rõ ràng. Nói thật, thời này không lường gạt được ai nữa đâu. Khoa học, vật lý, tiếng, mê tín lùi. Khoa học, vật lý, tới, mê tín dẹp. Không phải hiểu cái công thức này. Chứ bây giờ không lẽ đi ô tô rồi mà còn kiếm cái xe bò đi nữa. Dẹp, xe bò dẹp. Giờ còn thấy có cái xe bò nào nó kéo trên đường không? Thời buổi này thì gọi thời buổi là điện tử mà. Cái nào mà xài bằng điện mới xài. Nghe không? Mình cũng chết vì cái điện tử này. Điện là ấy, điện nó cũng là, nó giết cho mình chết luôn á. Nó cho mình tử luôn á. Thời này phải đúng, ăn mặc đúng thời, đúng lúc. Ông Phật cũng vậy. Mấy thời kỳ thì phải đúng thời mấy thời kỳ. Mình phải hiểu cái thế giới vật chất này chứ. Chứ đừng đi ra đừng có đó. Bây giờ tôi nói thật á. Nếu muốn mà công kích tôi á, tôi đồng ý. Tôi khoái là công kích mà tổ chức đàng hoàng thì tôi khoái lắm. Tôi lo hết, tôi bảo hết. À, muốn chửi tôi hay muốn công kích gì? Đi ra ánh sáng chửi. Tôi không trách. Mà tôi chỉ hỏi lại thôi, trả lời không được thì thôi, tôi cũng không trách gì. À, nó có vậy thôi. Thì con truyền cái ý của chú lại đó, bất cứ ông thầy nào muốn chửi chú vui vẻ, chú không nói. Nhưng mà nên chửi có đông người nghe, rồi cho tôi hỏi lại. Tôi không buồn ông đâu, ông muốn chửi tôi kiểu gì chửi mà tôi không buồn. Nhưng mà có nhiều người nghe. Rồi ông chửi tôi cái vấn đề gì thì tôi hỏi ông cái đó thôi. Có nghĩa là ông nói tôi cái gì thì tôi hỏi lại thôi. Ông có qua được tôi không? Nói vậy thôi. Đó, cái chủ trương của chú. Chủ trương chú là soạn giả nguyện nhân. Bất cứ cho hỏi tự do, bất cứ cái gì về đạo ở đây, đạo nào cũng được. Thấy không? Đặc biệt chú đã nghiên cứu đạo Phật thì chú chuyên môn về cái đạo Phật này. Sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào, dù hóa búa cỡ nào. Dù tôi cho anh 20 cái bằng tiến sĩ chồng lên, tôi cũng trả lời. Chứ đừng có nói 1-2 cái không mà thua, chứ đấu với tôi đâu. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Việc có ý nghĩa như vậy được ghi trong tài liệu nào? Còn kinh sách ngày nay ghi chép, biên dịch, biên soạn lại có đúng không ạ?
Bây giờ tất cả cái pháp môn nào của Đạo Phật cũng là nằm trong giáo lý hết, chứ không có cái chỗ nào khác hết á. Tại người ta không học giáo lý rồi ngồi ở ngoài tưởng tượng nói thôi. Nhớ không? Giống như cái cơ bản mà con đi học tiểu học thì phải có cái hồ sơ tiểu học của tôi. Con học tiểu học mà không có miếng sách nào, không có cái giáo án nào của tiểu học thì con phải tu sai thôi. Tiểu học, trung học, đại học và đại học rồi đại học ngành. Con học ngành bác sĩ thì nó có cái giáo án của bác sĩ, kỹ sư cũng vậy, luật sư cũng vậy. Nó đi chuyên vô, còn cái đạo Phật nó cũng vậy thôi. Còn muốn tu cái gì, còn muốn tu thành ánh A-la-hán nữa đó. Tôi nói thiệt con á, thành A-la-hán là dễ tu nhất. Nếu tu áp dụng đúng trong 24 tiếng đồng hồ thành A-la-hán liền. Tu có công thức đàng hoàng chứ không phải đâu. Mà tại người ta không có hiểu. Rồi nói này nói kia chứ sự thật là đạo Phật, đạo gọi là tại sao mà ông Phật là vị toàn năng toàn giác. Ông không có dạy mơ hồ. Ông dạy cái gì phải rõ ràng, một trên... Một với một là hai, chứ không có một với một là ba được. Thấy không? Phải hiểu cho rõ ràng như vậy. Rồi, có hỏi tiếp đi. Thưa bác, việc mặc đúng đạo phục có ý nghĩa thế nào trong đạo Phật ạ? Đạo phục phải không? Dạ. Thì bây giờ cái đạo phục là do cái gọi là, mình gọi là cái giai cấp, hoặc là cái phẩm cấp, hoặc cái phẩm vị của cái lối tu. Bây giờ thí dụ vậy... Con phải hiểu nè, thí dụ chữ Phật tử đi. Phật là cái gì? Là toàn giác. Tử là gì? Là con của ông toàn giác này nè. Rồi cái bắt đầu Phật gia là cái ông, cái Phật là cái toàn giác mà ở trong cái nhà thôi nha. Phật gia, toàn giác mình nằm ở trong cái nhà thì không có được ra ngoài à. Ở trong ngoài nó đập ông, ông nói tầm bậy nó đập ông á. Rồi thiền gia này gì? Cũng là cái ông mà chuyên môn nói về thiền ở trong nhà thôi. Rồi thiền sư là gì? Ông giáo sư là ông này được quyền ra ngoài nói, chứ sư mà. Sư được quyền ra ngoài khỏi cái nhà. Còn tất cả cái kia phải ở trong nhà. Mà người ta gọi là cái thất, đó. Nhà là cái thất. Nhà là cái thất đó. Mình phải hiểu cơ bản này. Đây là cái phẩm, cái cung cấp cho tất cả những cái người tu theo cái đạo. Nó phải đúng cái vị trí của nó. Nhưng mà phải nên cho biết rằng muốn thành Phật phải là con của Phật mới thành được nha. Còn mà muốn mà cái bằng ấy ra thì sao? Muốn làm thầy thì không thành Phật được. Nếu nhà vô cái dinh thầy, vô cái thầy là nó bị nhân quả rồi. Kể cái ông thiền sư này nè. Ông thiền sư mà lãng hoàng ông cũng chết. Ông đã lên ngồi ghế thiền sư rồi. Ông mà giảng không đúng nó giả vô mặt ông á. Thấy không? Còn ông mà đi lấy tiền người ta đó, thì ông làm quà báo đó. Ông nói tào lao xuống địa ngục đó. Đừng có tưởng nó thiền tông sư gì ở lên ngồi cái ghế này, đừng có múa. Biết thì nói, không biết thì thôi, đừng có múa. Muốn thành Phật, Phật tử, học công thức về. Có vậy thôi. Còn muốn Phật gia thì ở trong nhà không có về được đâu. Cứ ngồi trong nhà hoài. Nói cho biết rồi, muốn nhận cái chức nào thì nhận. Thấy không? Thì cái còn các đạo kia cũng vậy đó. Đạo kia là thầy không phải, không phải sư phụ không, thánh tăng không phải chứ. Thánh tăng hoàn toàn cũng không có về được. Ủa ở đây làm cái thánh tăng là biết mà. Thánh tăng là thấy này đủ, thấy cái gì cũng đủ. Quên cái về. Về anh quê là phải mang công đức về. Mà thánh tăng làm sao biết công đức mà dễ mang. Phải hiểu, đi vô đạo Phật mà nó phân tích rồi đó, thì chỉ có Phật tử là số 1 thôi, không có ai hơn. Đừng có ham lên trên. Lên trên thì phải cho đúng, còn lên trên mà giống như lái máy bay, không biết lái, về đặt lên cầm nó đưa cho bay, nó đâm xuống núi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Thầy Thích Chân Tín nói, muốn tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật, thì xem cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Bộ Đại Phật Sự do một vị tu sĩ Miến Điện soạn dịch. Con xin hỏi như sau ạ. Một tác giả, dịch giả, soạn giả khi viết sách về Đức Phật, về Đạo Phật, thì tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá đó là người đáng tin cậy ạ? Anh muốn viết về sách Đạo Phật là về kiến tánh.
anh mới giết được. Còn anh không khiến tánh là đừng có giết, đừng có tham gia, mất công lắm. Giống như anh là một cái con người mà làm một cái bài văn tả về cái con chó, con mèo hoặc cái cây. Anh phải mở con mắt anh thấy con mèo anh giết mới đúng. Anh phải mở con mắt anh giết cái cây mới đúng. Thấy không? Còn anh nhắm con mắt mà anh tả con mèo, tả cái cây là anh tả mù. Nên nhớ một điều. Cái danh từ thiền sư là mà ông thầy chuyên môn ngồi thiền. Mà thiền sư này nó có hai cái dạng. Một dạng là ngồi mà không đau chân, gọi là thiền sư ngồi. Anh không được quyền viết cái gì hết. Ông có viết cái sách luận gì cả. Còn một cái dường về cái, một cái thiền sư mà tả về đường xưa mây trắng là cái gì? Đây là cái tưởng tượng thôi, chứ làm gì có cái chuyện đường xưa mây trắng. Đường xưa là cái gì? Mây trắng ở đâu? Bây giờ anh muốn nói là đường hàng không chứ gì? Đường hàng không đi về Phật giới chứ gì? Làm sao qua nổi cái trái đất này? Chứ đừng nói làm sao qua tam giới mà đi về mà nói chuyện đường xưa mây trắng. Con suy nghĩ đi. Bây giờ cái tầng bình lưu mà anh còn chưa dám qua trái máy bay, chưa dám qua bay nổi mà làm sao mà có gì đi về đâu. Mà con giờ thí dụ anh có bay qua nổi thì anh cũng phải nằm ở trong cái trước khúc vật lý thôi, trái đất thôi. Thì anh làm sao anh nói chuyện giải thoát được. Giải thoát là anh ra ngoài cái tam giới này nè. Cái đường bán kính tam giới là 5 tỷ km, anh bay nổi không? Bay nổi qua nổi đó không? 5 tỷ km, đó. Vật chất nào bay nổi? Có ông nào mà mang cái thân đi mang nổi? Bởi vì người ta không hiểu rồi người ta giết, người ta lừa người thôi để kiếm tiền thôi. Đường xưa là cái gì? Đường xưa là cái đường ngày xưa đi, mà đi trên mây á, là đâu là đường nào? Bây giờ khoa học nó đường hàng không đó. Nó bay vòng vòng, không bay quá là 17 cây số. Boeing 747 của Mỹ giờ nó bay có tới 12 cây thôi, không dám bay cây số 13 luôn chứ đừng nói chuyện. Thấy không? Công cọt thì nó bay lên được 14. Công cọt phi bay. Còn quả tiễn thì thôi mình nó ở cái phi thuyền thì nó bay qua khỏi luôn cái trước hút trái đất luôn, qua hành tinh khác được. Mình biết, mình hiểu cái này. Nhưng mà dù nó bay cỡ nào, nó cũng nằm trong quy luật vật lý thôi. Cách nào? Nó là trái đất hút vật lý và sức hút của tam giới. Con phải hiểu cái này. Tu theo Đạo Phật mà phải hiểu hai cái sức hút của nó. Sức hút trái đất và sức hút trái đất. Mà tu làm sao ra khỏi ngoài cái sức hút tam giới á, thì mới giải thoát được. Còn không thì ở đây nói xạo chơi cho thôi. Nội cái tổ chức cái trái đất này mà anh còn không hiểu, tổ chức hữu hình, vô hình và tổ chức các đạo này anh còn không hiểu, thì làm sao mà tham gia vào cái chuyện mà giết vào cái giải thoát. Đừng có làm vậy, người ta cười. Thấy không? Rồi, thắc mắc hỏi tiếp. Thưa bác, kinh sách truyền qua hơn 2564 năm, qua các lần đại kết nạp của Đạo Phật, qua tay nhiều người dịch, qua nhiều thứ tiếng khác nhau, thì sự thật đã bị mai một đi rất nhiều. Đúng như thế gian có câu tam sao thất bổn. Đã là tiểu thuyết, dù viết về Đức Phật cũng chỉ từ sự tưởng tượng. Thầy Thích Chân Tín nghĩ thế nào mà xúi Phật tử đi đọc sách viết từ sự tưởng tượng của người khác, mà người đó cũng chỉ ngang hàng là đệ tử Phật như mình thôi? Bây giờ nói đúng ra thế gian này gọi là tiền tài danh lợi địa vị, ta tưởng gì ta làm ở đấy. Nguyên tắc ngày xưa Đức Phật ông nói cái câu thế này: Như Lai lập ra đạo Phật sáu pháp môn, muốn tu cái gì tu phải cho đúng, đừng vì tiền mà tu sai. Tu sai vào tu thì nó bị nhân quả liền. Anh tu đúng thì ảnh hưởng nhân quả đúng, tu sai đi qua báo hoặc xuống địa ngục. Đức Phật dằn mặt cái này cho đệ tử không biết. Vì thế mà ông có giảng một cái bài kinh. Ông A Nan đi qua cái dòng, cái cầu bước bắc qua cái dòng sông. Ở trên cầu thì người ta mặc áo đẹp mà ta đi, còn dòng sông mấy ông mặc áo vàng lặn hộp ở dưới. Đây là trong kinh nói rõ ràng. Thì hỏi Đức Phật: lý do gì mà người đi trên cầu là mặc áo đẹp, mà cái người mặc áo vàng là
lặn hụp dưới dòng sông đen. Thì được không? Đây là cái nhân quả của người tu. Người ta không tu thì người ta thế gian này ta theo cái nhân quả của người không tu. Thấy không? Ta giàu hoặc ta nghèo thôi. Còn anh mà anh mặc áo tu rồi đó, một là anh đi hưởng phước cái gì đó anh thích, hai anh lừa ta lấy tiền đó là vô làm quà báo để trả nợ, ba là anh xuống địa ngục đó. Nếu anh bịa ra đủ thứ chuyện đó, anh lấy tiền người ta, Đức Phật đã cảnh cáo rồi, cảnh cáo cho người tu rằng anh bước vào tu là bị nhân quả. Nhân quả đúng là anh tu đúng, tiên tu thôi, anh tu đúng thành A-la-hán thì anh sẽ có thành ông thánh bất động. Còn anh tu thành A-la-hán mà không thành thánh bất động đó, thì ông thần thực thi nhân quả đó, đưa vô trong cái trong rừng cây đó, ở thì trả nợ cho người ta, ngồi đó thì trả nợ người ta, hai là xuống địa ngục. Bởi vì ông Phật nói khi đã bước vào tu thì coi chừng cái chỗ này. Một, tu đúng thành cái gì mình muốn. Hai, tu sai thì có hai đường đi. Một là quả báo, hai là địa ngục. Đức Phật đã cảnh cáo cái này rồi chứ không phải không. Mà trong kinh nhân quả đã nói rất rõ mà không ai chịu nghe thôi. Lập kinh nhân quả đi. Ông Phật nói rất rõ cái gì, nhân quả của người tu, nhân quả của người không tu. Thế gian này không có cái gì là khỏi nhân quả hết. Người không tu thì theo cái nhân quả của người không tu, người tu là theo cái nhân quả của người tu. Đó, mình phải hiểu cái này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Rồi bây giờ á, dẹp mấy cái kia, kinh nhân quả không dám đem lại xài, mà giờ rồi cái nói gì tào lao không, để mục đích là gì? Để kiếm tiền chứ làm gì. Con suy nghĩ, con nói tối ngày mà không ai đưa con đồng nào, con có khi nó nói nữa. Ngày thứ ba con không nói nữa. Tại vì con nói rồi ngày nào người ta cũng đưa tiền cho con, rồi con ngồi con nói. Thấy không? Còn con nói mà không đưa tiền thì thôi xin lỗi. Không ai ngồi đó nói hoài đâu. Thế gian này là thế gian tiền bạc. Làm bởi vì phải có tiền. Còn bởi vì người ngoài con đi lao động cũng phải tiền, mà đi tu cũng phải đi về tiền. Chứ không có gì khác hết. Trên trái đất này không có ai tu giải thoát đâu. Nói thật. Tu giải thoát không nói một chữ nào hết. Nếu tu giải thoát biết âm thầm tạo công đức về. Có vậy thôi. Còn tu mà đứng nói này nói kia là coi chừng. Thấy không? Trừ trường hợp nào có cái nhiệm vụ người ta mới nói thôi. Còn không nhiệm vụ nói làm chi. Thấy không? Nó cũng phải hiểu cơ bản này thì mới hiểu cái người tu hoặc là người không tu. Tu là bị nhân quả. Không tu theo nhân quả người không tu. Mình phải hiểu cơ bản này nè. Muốn giải thoát không tu gì hết. Học công thức tạo công đức về. Chào trái đất với tam giới này tôi về. Tôi lăn lộn trong này được mấy chục tuổi năm tôi sợ rồi. Giờ sao tôi chào tôi về. Nguyên tắc đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu khác. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép được hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, con được biết bác tinh thông về đạo Phật, nghiên cứu thiền tông về kinh sách suốt 70 năm qua. Xin bác hướng dẫn cho chúng cháu biết trong tất cả các kinh sách về Đức Phật để biết đâu là đúng, đâu là sai thì người xem cần phải lưu ý điều gì ạ? Bây giờ con muốn tu theo đạo Phật thì đơn giản thôi. Con muốn tu cái gì? Muốn tu là mong Thánh A-la-hán có công thức tu. Muốn tu thành ông giảng sư hành nghề có công thức tu. Kỹ sư hành nghề có công thức tu. Không? Làm thầy thuốc có công thức tu. Riêng đặc biệt cái pháp môn thứ năm á, là niệm Phật á, là dùng cho mấy ông nhà giàu tu. Nếu con nghèo sao đừng có tu. Tu để lên trời mà, tu lên trời giống như tu ở đây để chuẩn bị du lịch trên trời á. Phải có tiền nhiều. Còn hai, còn cái pháp môn thứ sáu là tu để trở ra cái quy luật này, thoát ra cái này. Mà người ta gọi là giải thoát. Giải thoát cái này. Thì cơ bản con muốn tu cái gì phải tìm được cái quyển giáo lý của pháp môn đó con học. Con học cho thuộc đi, hành cho đúng thì sẽ thực hiện thì thành đúng. Còn mà con lợi dụng quá, con tu sai thì lại có hai con đường đi. Hòa báo và địa ngục. Còn cái pháp môn thứ sáu này nè, nó không có hòa báo địa ngục. Đúng thì ra về, không đúng xuống hầm lửa lớn ở.
ba không muốn chứng lớn đó thì cầu cứu sư phụ cho con làm sư phụ, cho con làm đệ tử sư phụ ở thế này nè, đi ăn đồ cúng, biết không, biết cái pháp môn đó không? Đó thì con ra đó thì họ không bị nhân quả đó, sống ngoài vòng pháp luật của nhân quả đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, chỉ về số năm dạy đạo của Đức Phật thôi mà các thầy là tiến sĩ Phật học, người thì nói 45, người thì nói 49. Thầy Thích Chân Tín còn không biết nghe ai, tin ai. Vậy thầy có đủ khả năng dạy người khác sao cho đúng về đạo Phật không ạ? Bây giờ mình không vào phần bệ, không so sánh với ổng được chi, giờ ổng là gọi là thầy tu rồi. Bác không nói. Nhưng mà bác nói cái cơ bản người tu á, tu thì phải coi giáo lý. Anh tu cái gì? Rồi anh tu cất cái, tu cái gì phải cho các bạn hiểu rõ ràng pháp môn đó. Kể cả là 84.000 pháp môn tu cũng được đó. Tu gì phải theo cái bản của pháp môn đó. Tu để được cái gì? Nhưng mà cơ bản anh tu á, cái pháp môn tu là anh có lừa người ta không? Có bằng sự thật không? Nguyên tắc là có lừa người ta có bằng sự thật không? Đó. Mình nếu một người chân tu, tu gì cũng được. Có thầy thì nói là một pháp môn tu là tứ diệu đế nè. Là bốn cái kỳ diệu của cái tứ đại á. Có thầy thì nói là có hai pháp môn là Nam Tông và Bắc Tông đó. Nam Tông là tu đi xuống, Bắc Tông tu đi lên đó. Rồi có thầy đó 6 pháp môn tu. Rồi có thầy 84.000 pháp môn tu. Cái gì cũng được, nhà nước cho tự do, anh tu cái gì thì phải theo bản họ rõ ràng. Và nhà nước có quy định như thế này, tôn chỉ của các pháp môn tu anh được cái gì? Nhà nước đã quy định trong văn bản đàng hoàng. Tôn chỉ của anh tu là tu được để được cái gì? Phải ghi cho rõ. Đó, rồi bây giờ anh muốn cắt cái chùa hoặc anh muốn làm cái gì đó, cơ sở tu thì anh phải có cái cơ bản này nè, thì mới tu được. Mình nên nhớ rằng theo nhân dân làm chủ quốc gia có cung cấp cho tôi biết thế này. Tu có 6 pháp môn mà pháp môn nào nó phải có cái bản hiệu rõ ràng nha. Tiểu thừa, trung thừa, đại Phật, niệm chú, thiền tông nó có. Tu cái gì phải ra cái đó. Con ra về coi trên cái mạng nhân dung, nhân dân làm chủ á. Nhân dân làm chủ hay lắm á. Không biết mòi ở đâu á. Chắc lấy trên không gian xuống á. Cứ sống rồi giết ra. Thấy không? Đó, bây giờ còn phải đeo, bây giờ nhà nước hay đó, nhà nước cho nhân dân làm chủ thì nhậu, nhân dân mà nhân dân vô lượng mà, thành ra mọi đủ thứ hết, anh cái gì nhân dân cũng biết hết. Đó, thì bây giờ tu, muốn tu cái gì thì tu, nhưng mà phải bắt việc là phải bản hiệu rõ ràng, có chắc chắn không? Tu theo ông có lừa tôi không? Cái câu này phải có cam kết à, ông cam kết là tu hoàn toàn tôi không lừa, thì mới là người chân tu. Còn tu mà lừa đảo tu vì tiền thôi được thì tôi không theo. Nên nhớ vì thời 4.0 này rồi là nói ở Việt Nam 5 phút sau qua bên Tây, bên Tàu, bên Mỹ nó nghe hết. Nó thời buổi này mà thời buổi này 5 châu một chợ mà 4 biển một nhà mà. Nó mình làm cái gì phải cho rõ ràng. Tư cách một ông thầy tu phải cho thông giáo lý. Anh tu cái gì cũng được, thông giáo lý của pháp môn đó. Còn nếu ông thông đừng có khi nào mà đứng ra nói giảng đạo cho người ta nghe, đừng có nên làm cái này, coi chừng cái nhân quả đó. Biết là ông Phật nói này, tu đúng thì đi hưởng phước, tu sai làm quả báo hoặc xuống địa ngục. Trong kinh nhân quả nói rõ ràng, chứ không phải ai bịa ra đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, thầy Thích Chân Tín cũng là thượng tọa, hàng tuần có tổ chức cho hàng ngàn người tu học. Vậy sao thầy lại không dám đánh giá những lời bác dạy là đúng hay sai mà lại bán cái cho các cao tăng thật đức vậy ạ? À? Cái này có lạ gì đâu. Thì tại ông không đủ khả năng thì phải bán cái rồi sao? Phải không? Nguyên tắc. Những cái gì mà bác dạy ra tại sao bác dám để câu cho hỏi tự do? Đấu chất tự do không sao. Ông không có khả năng này thì phải bán cái. Có cái này đơn giản thế gian vậy thôi, nhưng mà cũng tốt là ông không có khả năng phê bình cái này thì ông phải nhờ người khác thì rất đúng. Nhưng mà có điều nghe ông thì ông không có chê bác nha,
nhớ là không có chê, nhưng mà ông chỉ hỏi thôi chứ không có chê. Bác cũng cảm ơn ông không có chê. Những gì không biết thì ông nói tao không biết. Rất đúng, ông đúng là người chân tu ạ. Không? Chứ không phải người bình thường đâu. Giờ câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, một ông thầy tu mà tự nhận mình không đủ khả năng và trình độ để đánh giá người khác nói đúng hay sai về đạo Phật, thì tốt nhất ông thầy tu đó nên làm gì ạ? Tiếp tục lên bục giảng, bục để giảng bậy bạ, giảng trên trời dưới đất, hay nên ra khỏi chùa, đi đi đạp xích lô hay đi lượm ve chai để kiếm sống, phải không ạ? Nếu mình thầy tu mà không khổ ra khả năng thì thôi đừng nói gì hết, thì cứ ở nhà bình thường đi, chứ đừng có nói. Nói ra rồi người ta hỏi lại không biết thì nó cũng quê, phải không? Thì thôi, nhưng mà cũng không nói, bởi vì thí dụ bây giờ con ta không có kêu bằng có khả năng ta giải thì ta ở nhà, ta ở chùa, chứ làm gì ra đạp chiếc lô. Thì ở đó là thiếu gì người ta cúng và ăn chứ đâu phải ấy. Khi nào ta không có cái chùa đó thì cũng nên đạp chiếc lô, còn ta có chùa thì người ta đến cúng nhiều lắm, con đừng có nói vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con còn câu sau cùng ạ. Thưa bác, Thích Nhật Từ thì tự nhận đạo Phật không có giáo lý, các thầy chưa đủ tiêu chuẩn làm tu sĩ, không biết giảng gì cho đúng với chánh đạo. Còn thầy Thích Chân Tín thì tự thừa nhận mình không phải cao tăng thạc đức, không hiểu giác ngộ giải thoát, thua cả một người cư xử tại gia. Vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nên để mấy ông Thích ngồi trên cao này tiếp tục giảng bậy nữa không? Hay nên trục xuất ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ạ? Cái câu này, con phải hỏi lại giáo hội. Bây giờ làm ở trong cái thành viên giáo hội thì cái tiêu chuẩn như thế nào? Phải có cái nội quy. Nguyên tắc anh mới vô trong giáo hội phải có cái bản nội quy. Tiêu chuẩn như thế nào mới được vô được? Còn tiêu chuẩn nào không vô được thì cái này phải do giáo hội quyết định. Tất cả tổ chức nào đều phải có cái nội quy đi đầu. Không nội quy là nó sai. Nguyên tắc đạo nào vậy, hoặc là cái tổ chức nào vậy, phải có cái nội quy làm cơ bản để chi? Để người ta sinh hoạt nó không sai, nó không vi phạm trong cái tổ chức. Đạo Phật là cái đạo lớn mà anh không có nội quy thì không được. Thì đừng có phát ngôn bừa bãi như vậy, nó không đúng. Nguyên tắc thì cái phần này thì con cũng nên hỏi giáo hội. Con không nói hỏi về giáo hội thì con gửi cái thơ cho nhân dân đó, hỏi dùm nhân dân khắp mọi nơi, khắp tác dụng mà. Giáo hội ngoài Bắc đó, hoặc giáo hội đại diện trong Nam thì người ta dân dân người ta đến ta hỏi. Còn con ở xa quá thì không đi tới thì con nhờ người ta. Bây giờ dễ mà, bây giờ Điện Khải là tới rồi, chứ không phải như kia mà xách xe chạy. Bây giờ ngồi tại nhà Điện Khải là tới. Điện Khải alo, tôi muốn này nhân dân giúp cho tôi. Ồ được, không sao, ta sẽ tới. Nhân dân nào ở gần đâu thì ta tới đó. Ví dụ con hỏi ở miền Bắc thì nhân dân miền Bắc lo, nhân dân miền Nam thì miền Nam lo, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con. Dạ, con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Dạ thưa bác, con tên là Hoàng Thị Thu Hồng, con cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi, con xin bác vui lòng giải đáp giúp con ạ. Dạ thưa bác, con có xem video tựa đề là Về vấn đề Chùa Thiền Tông Tân Diệu, Hòa Thượng Pháp Tông, đăng trên kênh Chùa Huyền Không Official ngày 10 tháng 12 năm 2018. Trong video này, có người hỏi, xin thầy giải thích về phái thiền của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại lên tiếng rất nhiều về phái của Thiền Tông Tân Diệu? Thì trong video này thầy Pháp Tông trả lời như sau: Hội đồng trị sự từng có công văn gửi cho viện nghiên cứu đề nghị phân công tìm hiểu về hiện tượng này và có câu trả lời thỏa đáng cho giáo hội. Một số vị tôn đức trong viện nghiên cứu đã nhận trách nhiệm này, có làm báo cáo và thầy có đọc qua. Có mấy điểm chính thầy nêu ra theo các nhận xét của các vị đó. Thứ nhất là về nội dung, những lời thuyết giảng được ghi chép lại của người đề xướng ra Thiền Tông Tân Diệu đó là do vị đó nhớ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, mang tính chủ quan. Thứ hai
là đã kích chê bai bài xích các hệ phái, tông phái Phật giáo khác. Thứ ba là những lời giảng liên quan đến thiền thì trích dẫn và diễn giải sai lạc, không đúng cả về tinh thần nghiên cứu lẫn tư tưởng thiền học. Các vị nghiên cứu đề xuất một vấn đề, chỉ cần có một vị có khả năng biện luận trong các vị tôn đức có hiểu biết về thiền tông Tân Diệu này đến nói chuyện với vị đã đề xuất ra thiền tông đó, có thể bài bác được tất cả các lý luận của thiền tông Tân Diệu. Nói tóm lại, đó là một lý thuyết về thiền nhưng không chính thống, mặt khác không đáng tin cậy về nhiều mặt, cả về mặt lý luận, cả về mặt nghiên cứu học thuật và cả về mặt thấy biết thực chứng. Dạ thưa bác, con xin phép được hỏi bác như sau ạ. Thưa bác, đạo mà không có giáo lý thì gọi là đạo gì ạ? Đạo mà nguyên tắc đạo, đạo phải có giáo lý, tức là phải có cái hướng dẫn của cái đạo đó đi, phải có giáo lý. Nếu mà không có giáo lý thì mình tu chắc chắn sai, chứ không dám nói những danh từ khác. Tu mà không giáo lý hoàn toàn tu sai. Nhưng mà bác có để ý trong cái câu hỏi của con nó như thế này nè. Tất cả những vị nào mà muốn về đấu chất về cái pháp môn thiền tông này nè, thì bác có đề nghị như thế này nè. Con á, con nói lại với giáo hội Phật giáo á, cái ban mà nghiên cứu á, ông Nguyễn Nhân này nè, mời đến chùa Thiền Tông Tân Diệu, bao nhiêu người cũng được. Cứ báo cáo đi rồi xe cộ ông lo hết. Về ăn uống chỗ ở mấy ngày cũng được, lên đấu chất thẳng với bác ở tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, không tốn một đồng nào hết. Nhưng mà muốn đấu chất thì phải có một cái văn bản báo cho bác biết, để cho bác mời chính quyền và các báo chí đến mà tham dự. Thấy không? Còn nếu mà nói mà bác mà kêu bằng giá chấp chỗ này chỗ kia là không đúng. Thế đó là một tư cách của một người có học thức, đừng có nên nói ra cái câu đó. Nếu giá chấp thì đây là cái lỗ hổng để mà phá được cái chùa Tân Diệu này nè. Nếu mà bác giá chấp. Còn mà cái thiền tông này nè, nó đi theo cái dòng thiền của nó, mà căn cứ vào cái 36 vị tổ thiền tông mà bác đã viết qua, đã xuất bản, nhà xuất bản tôn giáo đàng hoàng. Còn căn cứ vào cái bằng sự thật nữa là ông Trần Nhân Tông có viết ra 204 câu về cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông mà hiện giờ được phát trên mạng đó, do cô Thúy Nga đọc đó. Thúy Nga cái đài truyền hình VTV1 đọc đó. Trình bày rất rõ ràng về nguồn thiền tông. Nguồn thiền tông đi đến đâu đều có độ người được đến đó. Không có thể nào nó không được. Vị thầy nào mà nói là cái này là không thật thì chú mời, bác mời lên trên chùa, thầy đỏ hết. Mỗi một vị bác gửi cho bao thơ 500 ngàn đi về, trả tiền công cho một ngày. Các báo chí cũng vậy, đến bác cũng phải gửi cho 500 một người, bao nhiêu người cũng được. Xe cổ bắt lo, con lo cái chuyện này đi, bắt trung gian cho. Phần bác, phần con mà tổ chức được cái này, bắt thưởng cho con 5 triệu. Không? Rất đàng hoàng. Nhưng phải có văn bản đàng hoàng là để chỉ ta tổ chức. Ông mà không đi thì ông có chừng. Ông hứa ông đi mà tới đó không đi là làm sao đây. Không? Người quân tử nói thì phải làm. Quân tử bất thi ngôn, ngôn cử của người quân tử nói ra là phải thực hiện, không bỏ được. Đó, thì bác cũng nhắn với con là mời cái gì đó, cái cơ quan nào mà nghiên cứu của Phật giáo lên đây đi. Bao nhiêu người cũng được. Đừng có ngồi ở nhà mà nói những cái danh từ không nghe, khó nghe đối với người ta. Ở trên cái luật pháp nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vậy này, ai cũng là bình đẳng trước pháp luật. Nên nhớ, người có tu không tu, người học cao học thấp, đều bình đẳng trước pháp luật, không ai hơn ai. Thì đây là chơi theo luật bình đẳng của nhà nước. Muốn biết thì nói, còn nếu không biết đừng có nói.
Bác viết sách ra đây thì nó có nhà xuất bản rõ ràng. Bác công bố pháp môn thứ sáu này được chính quyền và giáo hội cho phép, chứ không phải bác nói cái bình thường. Thấy không? Bác làm cái gì cũng bằng sách vở hết, bằng nói có sách mới có chứng. Nói thiền tông không có cơ cứ, mời lên đấu tranh. Thấy không? Bác thua, muốn xử lý bác như thế nào được. Đốt chùa cũng được, đốt mấy quyển sách cũng được, hết bỏ hết. Bác khẳng định nói vậy. Thì bác nhắn nhủ rằng tất cả những người mà nói về thiền tông, chê thiền tông, nói chê thì phải thực hiện. Thấy không? Muốn dẹp cái thiền tông phải dẹp bằng pháp luật, muốn chê thiền tông phải chê bằng luật pháp, chứ không phải mà muốn nói gì thì nói. Đừng có ý mình là người tu, mình một đoàn thể mà ăn khiếp một người cá nhân không được đâu. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa không chấp nhận cái này. Nói phải đi đâu việc làm, nói với tư cách của người quân tử, bất thí ngôn. Thấy không? Rồi bác trả lời cho cái ý câu số 1 của con. Con hỏi câu thứ 2 đi. Dạ thưa bác, người không được học giáo lý thì có dù là có tu sĩ đi nữa thì người này có đủ tư cách để được phép đánh giá về người khác là đúng hay sai khi mà trình bày về lời dạy của giáo chủ của mình trong đạo mà mình theo không ạ? Nguyên tắc đạo thì phải có giáo lý. Anh muốn phê bình người khác thì anh phải hiểu cái cơ bản của giáo lý. Còn anh không hiểu cơ bản anh đừng có nói. Anh nói đi rồi người ta nói lợi rồi anh buồn người ta. Thấy không? Biết thì nói, biết thì thôi. Cơ bản đạo là phải có giáo lý. Anh học có giáo lý thì anh mới nói chuyện này được. Còn không nói, không có giáo lý đừng có khi nào nói. Nói rồi người ta bắt bẻ mình, rồi mình tức, rồi mình chửi người ta, rồi nó vi phạm về luật pháp đó. Nó cho biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con được nghe nói là Viện Nghiên cứu Phật học có kết luận đánh giá về bộ sách mà bác viết, hình như là nghe đâu tới 10 điều lận. Thì bác cho con hỏi là Viện Nghiên cứu Phật học có gửi cái bản đánh giá đó về bộ sách đó về cho bác được xem không ạ? À? Tại vì bác là người chủ biên bộ sách đó à? Bác cũng có nghe nói nhưng mà không, về văn bản bác không có nhận cái văn bản nào hết. Đó. Kêu bằng nếu mà cái người nào nói nguyên tắc thế giới này nói thì phải coi nói có sách mới có chứng, muốn chê hay là gì thì phải có văn bản gửi cho bác. Thấy không? Đừng có chê mà theo cái kiểu mà chê cái theo ý mình học cao à. Chê người học thấp không lên, đừng có lên làm cái này, không được. Nếu mình học cao mà mình thiếu tư cách của con người học là người ta xem thường mình lắm. Thấy không? Thứ nhất, người không học thì người ta chê này kia là không sao. Nhưng mà con người học cao, con người có tổ chức rõ ràng, mà nếu thiếu tư cách của một con người thì người ta xem thường mình lắm. Đừng nên làm như vậy. Rồi người ta chỉnh mình, rồi ra cái hệ thống gì nữa đây. Một người bình dân không sao, một người mà có chức có quyền cao, có học vị cao, ăn nói phải cẩn thận. Nói thì phải đi đâu việc làm. Muốn chê ai thì phải có rõ ràng. Chứ nếu chê mà nó có văn bản đàng hoàng rồi người ta đưa ra tòa, rồi tòa xử tội mình làm sao đây. Mình còn có thể thống gì nữa đây? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không có quan pháp bất dị thân. Anh cỡ nào cũng là theo luật pháp, chứ không phải nói anh giàu rồi anh ngồi ở trên luật pháp được. Hoàn toàn không làm cái chuyện này được. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Chứ đừng có ý mình này kia nọ học cao rồi chọn diện này diện kia rồi nói. Tôi đã viết sách ra, tôi đã chấp nhận rồi. Cái chuyện này tôi biết là tôi phá những cái chuyện mê lầm của thế gian này không phải đơn giản đâu. Tôi biết hậu quả của nó đến với tôi như thế nào. Nhưng mà tôi biết rằng luật pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam không binh bất cứ ai làm tầm bậy. Thấy không? Thành ra tôi mới làm. Chứ còn nếu mà nói mà luật pháp mà bị bẻ cong thì tôi không dám. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hiện nay đạo Phật chưa có giáo lý. Vậy thì Viện Nghiên cứu Phật học căn cứ vào đâu để mà có thể đánh giá được bộ sách của bác ạ? Thì nếu mà đánh giá sách của bác mà không có giáo lý thì ta tưởng tượng thôi, chứ làm sao? Nguyên tắc muốn đánh giá cái gì thì nó phải có cái căn bản.
Còn bây giờ đánh giá ta không hiểu, giống như bây giờ người ta đang hành nghề kỹ sư mà anh không phải kỹ sư, mà anh là phê bình cho kỹ sư này làm sao được, thấy không? Rồi còn ra cái gì nữa thì người ta nói ông là chứ ông kiểu cái ông loạn ngôn. Chứ anh hiểu thì anh mới đánh giá người ta, không hiểu đừng có khi nào đánh giá người ta được, thấy không? Rồi tôi sẽ mong rằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực thi luật pháp một cách rất nghiêm minh, làm gì phải có rõ ràng, không thể làm mơ hồ được hết, dù tu hay là nghề nghiệp cũng phải rõ ràng, minh bạch đàng hoàng. Tu phải cam kết là đừng lừa người, đừng có lừa gạt người ta, có lúc phải là đúng sự thật, chứ đừng có đi mơ hồ lừa người ta. Tu thì phải có giáo lý, còn không có giáo lý, không cho tu. Không cho các cơ sở, không có giáo lý tại ngồi ở nhà muốn tu kiểu gì anh tu. Muốn mở cơ sở thì anh phải có giáo lý, nguyên tắc của nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, thầy Pháp Tông nói chỉ cần một thầy có khả năng biện luận, có hiểu biết về thiền tông Tân Diệu, đến nói chuyện với bác là có thể bài bác được các lý luận của bác về thiền tông. Việc này các thầy đã đề xuất từ năm 2018 đến nay là gần 4 năm rồi. Vậy là ở Viện Nghiên cứu Phật học với lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có vị thầy nào đến để tìm bác để mà bài bác cái lý luận của bác chưa ạ? Từ đó tới giờ không có ai. Bác có nghe nói nhiều, nhưng mà bác đã có nhiều lần có nói thế này nè. Các thầy đến đó, chùa Tân Diệu bác rất mừng. Mừng đến đấy để rồi xác nhận là cái thiền tông này thật hay là giả. Bác muốn công nhận cái này để chi? Nếu bằng thật thì cho cái quyển giáo lý này ra. Thứ hai, nếu bằng thật cho cái pháp môn này đồng lưu hành với các môn khác của cái đạo Phật. Bác mong muốn rằng cái gì phải rõ ràng cái đấy. Bác hứa rằng tất cả các vị đến thì được đón tiếp đàng hoàng. Nếu các vị đó đến thì bác sẽ mời tất cả ban tôn giáo các cấp của chính phủ cùng đến nhau để mà chất vấn về cái pháp môn thiền tông của bác đã xuất bản ra và đã lưu hành ra, đã cho công bố ra. Mọi chi phí bác lo hết. Nhưng mà tới nay là 4 năm không thấy. Thì bác rất tiếc rằng bác có khuyên một điều là những vị lớn nói thì phải giữ lời, đừng có khi nào nói rồi bỏ qua. Nên nhớ rằng thời buổi văn minh này nói tuy nghe 4 năm nhưng nó vẫn còn lưu trong không gian, thì kỹ thuật người ta sẽ lấy ra được, không chạy trốn được đâu. Còn nếu mà bây giờ tới 4 năm không được thì thôi, xin báo cáo với ông Nguyễn Văn là thôi tôi hủy bỏ cái này. Thì ông muốn làm gì làm, tôi không dám xen vô. Thì bác rất mừng, bác sẽ cảm ơn. Còn nếu mà tới thì tới, đến để chấp vấn thì đến liền, chứ đừng để lâu quá. Vì để lâu quá thì nó đi vào quên lãng đi, không tốt. Bác cảm ơn. Thì hôm nay con nhắc lại thì bác nhắc nè. Nếu muốn ấy thì cứ đến đàng hoàng, bác lo hết mọi chi phí. Thấy không? Rồi kể cả mời các báo chí hoặc là ban tôn giáo, phụ trách về ban tôn giáo đến nghe, đến làm chứng luôn, bác rất mừng. Để chi? Đúng thì cho nó lưu hành, đừng có cấm nó. Còn nếu sai, tức khắc dẹp liền. Bác sẽ chịu tất cả những cái gì mà bác nói sai. Còn quý vị mà không tìm cái chỗ sai trái của cái thiền tông thì cũng yêu cầu quý vị là cho nó phổ biến ra, lưu hành song song là với các đạo khác. Đây là bằng thực tế khoa học. Mà bác cũng tuyên bố dám nói một câu nè: khoa học vật lý thiền tông Việt Nam duy nhất chỉ có Việt Nam mới có thôi, trên thế giới hoàn toàn không ai có cái này. Mà duy nhất chỉ có chùa Tân Diệu có thôi, vùng ngoài chùa Tân Diệu hoàn toàn không có. Bác dám khẳng định cái này. Nếu quý vị không tin thì cứ đến. Không phải bác, một mình bác thôi, một mình bác không cần trợ thủ. Còn các vị muốn cần bao nhiêu người giúp tự do, bao nhiêu người cũng được.
Bác duy nhất đơn thân độc mã, không cần trợ thủ, không người cần trợ giúp. Đó, con trình lại với các vị ở trong cái giáo hội như vậy. Để cái gì phải ra cái này. Đừng, luật pháp Việt Nam không có ai ép buộc ai hết. Nhà nước cho tự do tín ngưỡng và tôn giáo cơ mà. Thì bác nói, bác trình bày pháp môn này, bác đều có cái xin phép. Chứ đâu phải là giấu ai đâu. Giáo hội cho, nhà nước cho, giải đáp đầy nhà nước cho, giáo hội cho. Chứ bác đâu phải là tự nhiên bác tự giải đây. Nhưng mà trên nguyên tắc á, nhà nước cho tự do phát biểu, bác không cần xin phép cũng được. Nhưng mà vì luật pháp, bác phải xin phép để phát biểu cho nó đúng với luật pháp. Rồi, con hỏi tiếp đi. Bác, con có nghe một cái dư luận như thế này rồi bác. Con nghe nói rằng giáo hội nói rằng, các thầy nói rằng thôi, ông Dân ông già rồi. Cứ để cho ông nói đi, chắc vài năm nữa là ông đi thôi. Cho nên đợi khi nào mà ông yếu lắm rồi, ông nói không nổi nữa, lúc đó mình tìm tới ổng mình nói chuyện với ổng. Bác có nghe cái thông tin, cái dư luận như vậy không? Mà nếu thực sự là như thế thì bác nghĩ như thế nào ạ? Bây giờ bác nói cho con nghe. Cái pháp môn thiền tông này bác muốn ra đời, bác đã chuẩn bị trên 60 năm. Từ cơ bản về cơ sở chùa, đất đai tượng Phật và các quyển sách nói về cái này. Hiện giờ bác đã trang bị cho một cái ban quản trị đủ tư cách quản lý cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Dù bác có chết đi, ban quản trị vẫn làm được, không ăn thua gì. Về luật pháp bác đã gài cho cứng rồi, giờ bác có chết đi không ăn thua gì. Còn nếu mà trường hợp bác có chết đi thì quyển giáo lý bác sẽ giao cho ban quản trị giữ cái này. Khi nào cho lưu hành thì cứ ban quản trị đưa lưu hành. Bác đã cái chuyện bác mất còn không thành vấn đề. Nhưng mà cái chuyện mà bác tính mấy chục năm nay, bác đã cứ bằng ràng buộc về pháp lý, không ai phá vỡ được cái pháp lý này. Và nhà nước cũng không thể cấm được cái này được đâu, bởi vì rõ ràng rồi. Thấy không? Tôi xin phép ông công bố này, ông cho nè, nhà nước cho nè. Tôi xin phép ông giải đáp cái này, nhà nước cho nè. Tôi xin xuất bản cái này, nhà nước cho nè. Không có cách nào mà phá vỡ được đi. Dù có chết đi thì cái ban quản trị phải lo chứ, cái chùa nó vẫn còn chứ. Thấy không? Nhưng mà còn cái này này giờ là do cái anh em sao này nè. Có đủ khả năng đương đầu không? Hay là hù sợ? Nếu mà hù sợ, báo cáo nhân dân giúp cho. Nhân dân sẽ giúp cái này. Ủa? Nhà nước phân quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ mà, dân làm chủ mà. Thì phải dựa vào cái chỗ này. Không có cái đoàn thể nào mà dám qua mặt cái luật pháp của Việt Nam được. Nghe không? Thành ra cái chuyện mà bắt mắt bắt còn không thành vấn đề. Nếu mà bắt còn mà nó ra thì tốt, còn không còn thì thế hệ sau vẫn còn được nối tiếp cái này. Hoàn toàn cái thiền tông không biến mất trên trái đất này được. Còn nếu mà tôi nói thật, nếu mà tôi có mất mà không ra thì tôi sẽ báo cho anh em biết là đọc cái bí kíp luôn. Đọc cái bí kíp phản viết trên mạng luôn, rồi mấy ông muốn cấm bí kíp thì cấm. Bí kíp ra rồi thì nó sẽ nói trắng bóc hết. Giáo lý nó ra nó chỉ có 80% thôi, còn bí kíp nó ra nó sẽ nó trắng 100%. Rồi mấy ông kiện cái ông YouTube á, nó tại sao ông cho ra cái này thôi. Bởi vì rõ ràng mà thế giới bây giờ á, cái nói là ở chùa Tân Diệu chứ 5 phút sau khắp thế giới nó biết hết. Không có thể dẹp nó được đâu. Bây giờ nếu mà khôn á, còn danh dự á, đến kiểm tra đúng thì cho lưu hành, sai dẹp. Mà con đường này là con đường về pháp lý các ông phải đi á. Chứ không có đường, không có né được, không có né tránh được con đường này đâu. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác. Theo bác thì hiện nay ai trong số các thầy ở Việt Nam mình đủ trình độ để mà đến đối chất với bác ạ? À? Trong số các thầy đó thì bác ngán ai nhất hả à, bác? Bây giờ tôi nói thiệt là bác thì chỉ tôn trọng người tu thôi, chứ còn ngán bác hoàn toàn không ngán. Mà bác dám tuyên bố này, đất nước Việt Nam này không có cái ông nào có khả năng phá được cái tiền tàu này. Bác nói cho tiền. Nhưng mà bác kính
tôn trọng tất cả những người tu. Người tu từ thượng tọa trở lên bác cho là thánh tăng hết. Bác không dám khi dễ ai. Nhưng bác tuyên bố một câu là không ai phá vỡ cái thiền tông này được. Lời nói của bác ra thì giống như là đinh mà đóng vô cột. Đóng hết vô không có nhổ là được đâu. Bác dám tuyên bố cái này. Thì cái vấn đề cán, cái càng ngán đó thì bác không ngán, nhưng mà bác kính trọng người ta, chứ bác không ngán. Kính trọng với ông là thượng tọa hoặc là hòa thượng, tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ gì đó, thì bác kính trọng người ta. Còn bác dám tuyên bố là không phá vỡ cái thiền tông này được. Vì bác đã nghiên cứu từ lúc 20 tuổi, mà bây giờ 84 tuổi là phải là 64 năm rồi đó. Bác quan thật, vì bác đã thử đi rồi. Từ lúc hai mươi mấy tuổi bác đã từ tìm những ông cầu, những thánh tăng, bác hỏi hoàn toàn không phá vỡ được bác, mà bác sẽ hạ gục bất cứ ai. Hiện bây giờ cũng vậy, nhưng mà cái này là tại con hỏi bác mới nói thôi, chứ không phải bác ngạo mạn đâu, mà cái này nó là sự thật như vậy. Bác nên nhớ là không phải ngạo mạn mà là sự thật như vậy. Vì cái thiền tông này là bất khả xâm phạm, nó là sự thật đi, sự thật thì không cách nào phá vỡ được cái sự thật, mà cái gian dối mới phá vỡ được mà thôi. Phải hiểu cái cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, chùa Thiền Tông Tân Diệu là chùa duy nhất dám đề chữ chuyên dạy giải thoát. Hơn nữa, luật pháp nhà nước Việt Nam cho phép tự do viết sách, tự do tôn giáo tín ngưỡng. Sách của bác đáp ứng được mong đợi của nhân dân chúng con. Còn viện nghiên cứu Phật học thì lại chê sách của bác. Vậy thì nếu như ai đó ngăn cản việc phổ biến bộ sách này, ngăn cản việc nhân dân tìm hiểu về pháp môn thiền tông học, thì người đó có bị xem là vi phạm luật pháp không thưa bác? Luật pháp mà nếu vi phạm, nó có chứng cứ rằng là vi phạm. Thấy không? Còn nếu mà nó cấm mà không, nó cái miệng không, gọi là âm thầm thật cấm theo kiểu tiểu nhân, thì không biết. Còn nếu mà cấm theo kiểu quân tử cho văn bản đàng hoàng đi, thì bác sẽ đưa ra tòa liền. Đưa ra tòa, là vì sao? Nhà nước cho tự do tín ngưỡng mà, tự do viết sách, tự do tôn giáo. Anh không thể cấm tôi được. Muốn cấm thì phải bằng luật pháp. Luật pháp cấm thì tôi mới tuân thủ thôi. Còn nếu không phải luật pháp cấm thì tôi được quyền đưa ra tòa. Tôi đưa ra tòa không được thì tôi nhờ những người nào hiểu về luật pháp giúp tôi cái này. Nguyên tắc này thì nói đúng ra thiền tông ra đời đi ra bằng luật pháp, đi ra bằng hiến pháp, đi theo bằng cái tự do tín ngưỡng của nhà nước cho nhân dân được quyền này. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác cho con hỏi là trước đây tụi con có biết là ở viện nghiên cứu Phật học á, có trường hợp là có một vị giả tăng tên là Thích Phước Nguyên, thậm chí là chưa thọ giới sa di luôn mà được lại được đề cử là để mà đứng ra giảng dạy cho các tăng ni. Rồi ông này còn mạo danh là viện nghiên cứu Phật học để mà in một số bộ sách luận trong Phật học. Sau đó là bị nhà nước phát hiện ra, bị nhân dân phát hiện ra, và ông này đã bị đuổi ra khỏi viện nghiên cứu Phật học. Trong khi đó, viện nghiên cứu Phật học thì lại đánh giá bộ sách của bác là đầy sạn, đầy sỏi, là tâm thần hoang tưởng. À mà con không nói là viện, mà con nói là ông viện phó của viện, là ông Thích Nhật Từ đã đánh giá điều đó về bác. Bác cho con hỏi, viện nghiên cứu thì lại cho một kẻ giả sư vào làm chuyện sằng bậy trong viện. Viện phó thì đề cử kẻ giả sư đó, trong khi đó họ lại đi chê sách của bác. Thì bác nghĩ coi, trường hợp này nên đánh giá những người đó như thế nào ạ? Đây là đánh giá theo bác đánh, đây là một tiểu nhân, không phải là người quân tử. Nếu mà cái chuyện này nó xảy ra bằng sự thật thì tụi con cung cấp đi. Bác sẽ nhờ luật sư giỏi nhất kiện cái ông này nè ra tòa. Không? Bác không khả năng kiện ông này, nhưng bác phải thuê cái ông luật sư nào giỏi nhất kiện cái này ra tòa, nếu có chứng cứ đàng hoàng. Không? Bởi vì luật pháp tòa án là phải chứng cứ. Chứng cứ được nhờ nhà nước công nhận thì đương nhiên là tòa án phải thực thi. Chính quyền công lý phải được thực thi cái này. Thấy không? Rồi thì nếu có phần này thì nếu mà còn
cung cấp rõ ràng giúp bác thì bác rất cảm ơn, bác sẽ thực hiện cái này liền. Bởi vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không có gì mà làm ngoài luật pháp được hết. Dù ai cũng vậy, phải khép mình trong luật pháp, chứ không có thể chà đạp luật pháp được như thế này. Anh giàu, anh nghèo, tôi không biết, nhưng mà anh vi phạm, cỡ nào anh cũng bị hết. Để vừa rồi nhà nước của mình, cũng bao nhiêu người mà cũng có danh phận, cũng bị ở tù như thế. Bác Nguyễn Phú Trọng cũng từng có nói này, chết gì cũng vì tiền, ở tù cũng vì tiền. Trên trái đất này không có gì mà ngoài vì tiền hết. Giờ ông Thích Nhật Từ mà ông nói chú này kia nọ cũng vì tiền thôi, chú gì trời. Ông không có tiền cũng dám nói cái này đâu. Ông ý ông có tiền rồi, ông ý ông có tiền ông mới nói chú vậy thôi. Chứ nếu mà con cung cấp đủ thì chú nhà sẽ luật sư sẽ giúp cho chú cái phần này. Khi mà cái Thiền Tông ra đời là, nên nhớ là người mà chủ trương đưa cái Thiền Tông ra đời là không khiếp nhược nha. Không quỳ lễ ai, không khiếp nhược ai. Đi bất cứ trong gai nào cũng phải vượt qua, đồi núi nào cũng qua cho được, chứ không có từ bỏ bất cứ cái gì hết. Mới là người gan dạ, dám phổ biến cái này ra. Còn người không gan dạ, hoàn toàn không dám cái này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, sách của bác thì thầy Pháp Tông nói là bác viết về thiền, trong khi bác thì bác tuyên bố với chúng con rằng là bác viết về Thiền Tông. Vậy thì có sự khác biệt giữa thiền và Thiền Tông hay không ạ? Thiền này nó có hai cái dạng. Một dạng là ngồi tu để mà thành chứng cái gì ở trái đất này là gọi là thiền vật lý hoặc là thiền nhân quả. Còn Thiền Tông này là cái thiền nó đi theo cái dòng của nó, để khi người văn minh cho phổ biến ra để người ta trở về Phật giới. Nó khác. Thiền nó có hai cái dạng. Một là thiền nhân quả. Hai là thiền giải thoát. Nó phải hiểu cơ bản này. Chứ đừng có sai lầm cái vụ thiền. Thiền nhân quả là anh ngồi, anh tu, anh muốn thành thánh. Thì 5 phút sau thì anh thành thánh. Thì tự nhiên con người anh biến thành thánh. Ai giúp con biến? Bác không nói, vì con không hỏi cái này. Tất cả người muốn thành thánh, thành thần, thành tiên gì, người ngầu thiền được thành hết. Bởi vì nó cũng là con người con. Người đó là con, đầu tiên là con người phàm phu, con ngầu thiết là con thành thánh, cũng là con người con thôi. Nhưng nó biến chuyển từ trong cơ thể của con, gọi là tu vật, tu nhân quả. Còn cái Thiền Tông thì không có tu, nói thiền là cho biết thôi, không có tu. Nhưng mà tu để mà đi ra ngoài thế giới cuốn hút vật lý này nè, trở về Phật giới, gọi là Thiền Tông, đi theo cái dòng của nó. Mà cái thiền này gọi là bí mật truyền đi, không có công khai truyền ra ngoài thế này. Vì thế người ta không có hiểu. Mà tôi nói gì không hiểu gì thế mà. Dù bao nhiêu người nghiên cứu không hiểu cái này đâu. Có nghiên cứu cỡ nào không hiểu. Là vì nó đi trong cái âm thầm, nó đi trong cái bóng tối, không ai hiểu được. Chuyện nào đi ngoài ánh sáng mới thấy nó được. Còn cái này nó đi từ khi ông Thích Ca mà chuyển cho ông Ma Ca Diếp đến ngày Huyền Quang, hoàn toàn không ai thấy cái này. Mà người ta nói thì có, nhưng mà khi mà nó ẩn thì hoàn toàn không biết. Rồi từ lúc mà Huyền Quang mà đưa vô cái chùa Tân Diệu này cũng đi trong âm thầm. Chỉ chùa Tân Diệu bắt đầu công bố ra thì mới biết bằng sự thật thôi. Nhưng mà cái người nắm ra bằng sự thật này thì anh phải có cái tư cách, anh bảo đảm được cái này, lưu hành thì anh mới được quyền nắm cái này. Còn anh không bảo đảm được này, anh đừng có nắm, giao người khác. Nó nguyên tắc nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa không cầm một quyển kinh nào mà Ngài vẫn thành Phật. Còn hiện nay, Viện Nghiên cứu Phật học đang soạn dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo, gồm có hai phần là 100 bộ Tam Tạng Thánh Điển và 150 bộ Sớ Giải. Thưa bác, là người có thể đọc hết các bộ này thì có thể thành Phật được không ạ? À? Bây giờ đó, kinh sách là gọi gì? Là thế gian giải, không thành Phật được. Muốn không thành Phật thì phải đi qua cái con đường khác. Thế gian giải giờ bây giờ 3.000, 10.000, 30.000, 40.000 kinh sách cũng gọi là thế gian giải.
nó không đá động, nó không ăn nhập gì đến cái giác ngộ và giải thoát. Giải thoát nó là không có nằm ở trong cái thế giới vật, nó không có thế giới nằm trong thế giới lý luận, mà cái thế giới thực tế, thế gian giải nó nằm trong bóng tối. Còn mà cái thế gian giải thoát nó nằm trong ánh sáng ban ngày, không lý luận nha, thấy là thấy, biết là biết. Ví dụ thấy, con thấy người đó, người nam, người nữ con biết, chứ không có phân biệt. Còn nếu mà con thấy trong bóng tối á, thì con phải suy luận rồi con mới biết đối đãi nó sai. Vì thế mà tất cả những kinh sách mà viết bao nhiêu bỏ hết. Bởi vì thành ra Đức Phật ông nói gì? Vì thế mà nhiều ông tổ ông nói gì? Kinh sách giống như là cái giấy lau ghẻ. Ông Đức Sơn ông còn dám nói câu này. Thiền sư Đức Sơn nói, thấy không? Khi ông ngộ rồi đó, kinh sách giống như là giấy lau ghẻ. Một vị tổ thiền tông đã nói câu đó. Ghê không? Mình thì đầu hầu sao không nói cái này. Nhưng mà đây là cái sự thật. Đã trong bóng tối anh lý luận gì cũng không tha sáng được đâu. Mà muốn sáng anh phải ra ngoài ánh sáng ban ngày. Anh khỏi từ lý luận. Thấy cái gì biết cái này. Không có lý luận gì rồi đó. Còn anh đã trong bóng tối mới lý luận. Anh mới lập ra cái diện này, cái diện kia. Rồi tu kiểu này, tu kiểu kia. Thấy không? Anh đi ra ngoài anh không cần. Tôi thấy rồi, không có lý luận gì hết. Mà tôi không có học nữa. Mà tôi thấy tôi biết vậy thôi. Đây là cái nguồn gốc của cái sự thấy biết của tinh Phật. Bây giờ thấy biết là nó là vậy. Nhưng mà đâu có lý luận. Lý luận cái gì? Hỏi trắng hay trắng, trắng quá, nói trắng sao? Trắng thì thấy biết trắng thôi, trắng sao? Xanh, xanh vàng, đỏ trắng, biết là biết. Không có lý luận. Vì thế mà người ta tu theo đạo Phật, người ta không hiểu mà ta lập cái này, lập cái kia, rồi giải cái này, giải cái kia. Thiền tông không cần tu, không có làm gì hết á. Tu một chữ, buông là xong hết. Buông xong hết. Thấy không? Con suy nghĩ đi. Con sách thì con mới đầy tay, đầy chân, thì kéo mà con buông, thì con trong tay còn có cái gì đó mà lý luận. Nó phải hiểu cơ bản của đạo Phật là cái chỗ này. Hiểu cơ bản giải thoát là cái công thức này nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, viện nghiên cứu Phật học thì chủ yếu là chỉ có chuyên về là nghiên cứu về giáo kinh mà hoàn toàn không có giáo lý. Trong khi bộ sách của bác thì đem đến ánh sáng phá tan vô minh cho chúng con. Vậy thì Phật tử chúng con có cần thiết phải tiếp tục quan tâm đến lời nhận xét của viện nghiên cứu Phật học về bộ sách của bác nữa hay không ạ? Bây giờ nguyên tắc con mở con mắt rồi, con có khi nào con nhớ là bóng đêm không? Khỏi dẹp. Đọc thiền tông là con biết là giống như con mở con mắt rồi đó. Thì những cái chuyện mà mấy ông thầy nói này kia, ô thôi chuyện, ông không hiểu. Thì giống như mà con đi, con mở con mắt rồi đó. Con nhìn thấy mấy cái ông mù uống rượu voi, con bàn tính gì với ông mù này. Ông rờ cái đuôi rồi ông nói, rồi ông rờ cái lỗ tai, ông nói gì, rồi con ngồi con đứng ngoài con chỉ cười thôi chứ nói gì. Vì người ta vô minh, ta mới lý luận. Còn con sáng rồi không có lý luận. Thì cái biểu tượng mà năm mù rồi voi này, Đức Phật đã nói lên rồi. Cái anh thiền tông có đứng anh dòm nha, anh cười. Và con tu thiền tông thì con đứng con cười. Cười cho mấy cái anh lý luận, cái anh tổ chức này, tổ chức kia. Đây là cơ bản của nó rồi. Cơ bản vậy thôi, không cần lý luận gì hết. Đây là cái cơ bản của cái con người ở thế giới nhân quả này. Thiền tông chưa có cái đạo nào mà giải thích được cái tam giới. Chưa có đạo Phật nào hiểu cái tam giới là cái gì. Mà thiền tông, đạo Phật cũng không hiểu tam giới này. Mà duy nhất cái thiền tông nó mới hiểu được cái tam giới này. Rồi nó hiểu được cái trái đất ngũ thú tập cư. Nghe không? Thì mới hiểu được cái thiền tông. Còn bây giờ con không hiểu cái thế giới này. Rồi con ngồi đó con lý luận cái gì? Con hiểu thì thôi hỏi cái lý luận. Con hiểu rồi thì không cần lý luận gì hết. Đó, mình phải hiểu, học đạo Phật là hiểu cơ bản này nè. Còn không hiểu, đừng có mắc công. Đừng có nói phân tích này, phân tích kia, mệt lắm. Đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, thầy Pháp Tông cho rằng là bác đã kích chê bai, bài xích các tông phái Phật giáo khác.
À, dạ thưa bác, là các câu nhận xét như thế này có chính xác không ạ? À? Điều đó có thật không vậy bác? Bây giờ con tìm thưa các bác, có hoàn toàn bác không có nói đã kích ai mà không chê bài ấy. Mà bác chỉ phân tích sáu pháp môn tu của Đức Phật thôi, phân tích cho biết rõ ràng vậy. Suốt ở gần trên 20 năm nay bác viết sách ra, hoàn toàn bác không có đả kích và không chống đối bất cứ ai hết, mà bác lần lần bác giải thích sáu pháp môn tu của Đức Phật. Pháp môn được thành tựu trái đất này và sau cùng là thoát ra ngoài trái đất và thoát ra tam giới để về Phật giới, bác hoàn toàn không đả kích. Mà thường thường bác cứ sử dụng cái danh từ này: những người nào mà có học thức cao từ thượng tọa trở lên bác gọi là thánh tăng hết, rồi người nào bác cũng gọi là chân tu hết, chứ bác không chê, không chê tu ai. Chân tu là gì? Thí dụ chân tu về vật lý cũng là chân tu, chân tu giải thoát cũng là chân tu, chân tu mà thích tiền cũng là chân tu. Ồ, tôi vì tiền thì tôi cũng là chân tu, chứ đâu phải mà tôi chê ai đâu. Không có, người ta còn nói này nó kia cho bắt hoàn toàn không. Chân tu, ví dụ anh tu mà anh cúng cũng là chân tu, chân tu của ông thầy cúng, chứ bác có nói vậy đâu. Chứ bác có chê có ông cúng này tầm bậy chứ mà không có, bác hoàn toàn không có nói cái này. Bác giải thích là bác nói là tất cả vị tu là đều chân tu hết. Bởi vì nhà nước cho tự do mà chúng tu cái gì tôi tu. Tôi tu theo cái gì là chân tu của cái đó. Ví dụ bây giờ con đi học tiếng Anh đi. Thì tôi thích tiếng Anh tôi học tiếng Anh chứ làm sao chê. Rồi tôi không thích tiếng Anh tôi học tiếng Tàu. Thì tôi cũng là người tu, cũng chân học theo cái ngôn ngữ. Thấy không? Còn nếu mà nói vậy thì bác hoàn toàn là không đúng, bác hoàn toàn chưa có chê ai. Vì thế mà bác thường sử dụng là những vị đó là thánh tăng, bác đưa lên cao vậy thôi còn gì nữa. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, thầy Pháp Tông nói rằng Thiền Tông Tân Diệu không đáng tin cậy về mặt thấy biết thực chứng. Thưa bác, trong tất cả các pháp môn trong đạo Phật thì pháp môn nào có thể giúp người tu có thể thấy biết thực chứng ạ? À? Giờ nguyên tắc thế giới này chỉ có Thiền Tông nó mới chỉ cho thấy biết, chứ không có thế nào. Thiền Tông mới dám dứt dứt cái này, kêu bằng tri kiến bất lập trì, tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập trì, tức tánh niết bàn. Chưa có cái chùa nào mà giải thích được bài hai cái câu này của Đức Phật dạy, mà đây là cái cốt tủy của đạo Phật á. Thiền Tông mới dám giải thích cái câu này. Còn ngoài ra các chùa hoàn toàn không ai dám giải thích hai cái câu này. Đó, thì làm sao mà các vị nếu mà nói sai thì không đúng. Nếu nói sai thì bác sẽ không dám đối đầu với ai mà cho người ta chất vấn bác. Nếu bác mở cửa rộng rãi mà không phải là nói người ta nói tôi không có thời giờ đi, tôi không có tiền đi. Bác lo hết, mà làm sao là cái này chuyện này. Trên thế gian này có ai hiểu được này không? Đi vô chùa Thiền Tông Tân Diệu ngoài cổng ghi cái gì? Chuyên giải giải thoát. Có cái chùa nào dám cầu này không? Có cái chùa nói là giải thoát nhưng mà không có cái chuyên giải. Có cái chùa nói giải thoát mà không chuyên giải, mà biết cái chùa giải thoát thôi. Đi vô sâu nữa, cái cửa chùa là cho hỏi tự do về pháp môn Thiền Tông này. Đây là tinh hoa của đạo Phật, có bản hiệu đàng hoàng chứ không phải nó mơ hồ. Vô chánh điện tu Thiền Tông cốt để thành Phật, chứ không phải thành thánh, thành cô hồn ở thế đất này đâu. Tu để thành Phật đó là, đây là cái tôn chỉ và cương lĩnh của cái Thiền Tông. Vậy làm sao mà nói là nó, bác nói không đúng. Không đúng. Tại sao mẹ không lại tới đã phá ba cái cửa này đi. Vô cái cửa số 1, cửa thứ 2 và cửa thứ 3. Phá đi, đâu có gì đâu. Mà đây người ta trêu bản rõ ràng, chứ không phải người ta nói mờ. Ví dụ tôi không trêu bản thì tôi lợi gì? Có chấp dẫn bác chối. Bây giờ chữ còn sờ sờ để ông chối tôi được không? Thấy không? Tại người ta không hiểu, ta nói. Vì người ta ý người ta học cao, hoặc là người ta có chức sắc cao, rồi người ta muốn nói gì nói. Đó. Nhưng mà bác cũng không buồn, là vì bác không có học nhiều. Bác chỉ là nhà sưu tầm nghiên cứu, viết ra những sách gọi là soạn giả thôi. Rồi viết đúng hay viết sai thì ông lại ông chỉ cái chỗ đúng, chỗ sai.
Ông chê tôi thì tôi đồng ý rồi. Thấy không? Nếu mà sai đó thì nhà nước thu hồi lại liền. Sách của bác thu hồi lại liền. Bây giờ nó có thu hồi đâu. Cũng cho lưu hành bình thường thôi. Thấy không? Bây giờ nó chỉ còn cản một chút xíu là cái giáo lý chưa được xuất bản thôi. Là vì mày ông phản ứng nhiều quá. Nhà nước không cho xuất bản thôi. Chứ ông cũng để ông nghiên cứu. Ông thăm dò thôi. Nếu mà ông hết chống đối thì ông cho liền. Sao đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin bác giải nghĩa cho con. Cái gọi là thấy biết nó là cái gì ạ? Con người ta, cái tánh Phật của mình à, nói phải đúng là thấy nghe nói biết. Đây là cái tánh Phật chân như của con người. Còn vô trong con người, mượn thân tánh người rồi nó mới phân biệt. Thế giới vật lý này mới phân biệt. Vì cái phân biệt mới đi theo cái nhân quả. Ông Phật muốn dạy là cái căn bản của ông là thấy ông bà là thấy nghe nói biết thôi. Nhưng mà muốn có một kim thân Phật để mà mang để đi khắp trong càn khôn vũ trụ á, thì phải vô đây tạo công đức, mà mượn thân nhà tới người tạo công đức. Nhưng mà tạo hoài không được, không chịu tạo mà lo tạo nghiệp không à, tại là không về được. Thì giờ muốn về thì cái tạo đi về rồi mang kim thật, rồi muốn đi đâu đi. Giống như cái con chim mà nó thành cái trứng, nó không đi được, mà nó phải thành con chim nó mới bay được. Thì đó, mình vô đây là muốn vô đây là mượn thân người tạo công đức, chứ không phải mượn công đức rồi đem về trở thành kim thân Phật. Kim thân Phật thì mới di chuyển bằng theo tốc độ điện từ quang được. Còn mà nếu mà cái tánh Phật là một nguyên tử, nó không di chuyển bằng tốc độ được. Giống như con chim mà nó không có cánh, nó không đi được. Mà giống như con chim mà nó không có giò, không có cánh thì sao nó đi? Nó chỉ lắc lắc thôi. Còn mà giờ muốn kim thân Phật thì muốn di chuyển bằng tốc độ của điện từ quang 1.200.000 cây số một giờ thì đi thì phải có cái kim thật thi mới được. Vô đây thì tìm cái công đức để về, mà vô không tìm mà tìm cái phước đức và cái ác đức. Phải kẹt ở đây. Phước đức thì ở đây luôn lên trời, ác đức thì ở đây ở dưới đất. Có vậy thôi. Còn công đức mới đi ra. Cơ bản nó hiểu, con hiểu cái này thì mới hiểu cái đạo Phật. Chứ đạo Phật lập ra để làm cái gì? Đạo Phật đâu phải lập ra để cúng. Đâu để cầu xin ai trên đất này. Trên đất này là ngũ thú tu cư mà cầu xin ai. Có ai để cho ai được đâu. Mà tại ta không biết. Rồi người ta tu sai. Rồi bây giờ Thiền Tông Tân Diệu nói ra bằng sự thật thì nó chửi mình là thôi. Cái này nguyên tắc thế giới này. Mình cũng đâu có buồn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác. Sau đây là câu hỏi cuối cùng của con. Thầy Pháp Tông thì nhắc tới bốn chữ là thấy biết thực chứng. Còn bác vừa rồi thì mới nói tới hai câu rằng là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến bất lập tri tức tánh niết bàn. Con xin bác hãy giải nghĩa chúng con hai câu đó ạ. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Thấy và biết. Mà mình theo cái thấy biết rồi mà phân tích thì nó đi theo cái luân hồi gọi là vô minh. Gốc của vô minh, chữ bổn là cái gốc. Còn thấy biết, tri kiến, bất lập tri, thấy biết, đừng có phân biệt thấy biết. Đức là cái tánh thanh tịnh là niết bàn. Muốn vô thế giới này mà sống trong niết bàn thì đừng có phân biệt. Lo công đức về. Còn nếu mà con vô thế giới này mà con thấy cái gì con cũng con phân biệt hết, rồi con cũng ham muốn, thì nó kéo con đi luân hồi. Giờ bác nói chưa nghe. Con vô cái cửa hàng coi, thấy xe này nó đẹp quá. Thấy gì xe, biết nó xe thôi. Đẹp quá, muốn mua, muốn sở hữu cái mình. Rồi bây giờ là tiền đâu mua, có tiền đi. Ví dụ con có tiền, con mua kéo ra. Mới ra một kia, quẹo ra, thằng kia đụng một cái râm. Rồi sao, nó tàn banh mẹ cái xe. Rồi con có buồn không? Có bị nhân quả không? Buồn. Nếu mà con không có cái chiếc xe làm sao nó đụng con? Thấy không? Nó là nguyên tắc này, bởi vì nó dính vật lý. Vì thế mà ông Phật nói là vô thế giới vật lý này mà muốn trở về Phật giới vô mượn công đức phải hiểu cái này nè. Đầu tiên vô để mượn thân tánh người tạo công đức chứ không phải vô đây mượn để làm cái gì. Chứ không phải là muốn vô cửa, vô để tạo nhà cửa ruộng vườn ai vậy. Không nhớ lại cái chuyện mà mình tạo công đức về.
mà muốn nhớ là vô đây trời ơi thấy nhà đẹp mê, ruộng vườn nhiều khoái. Đó, nó dính vô cái chỗ này cái bắt đầu là gây lộn với người ta, làm sao con về. Phải dính không? Dính nhân quả. Dính nhân quả bình thường không nói, mà nó dính nhân quả về pháp luật nó nhốt con rồi sao, rồi đời nào để ra nữa. Đó, mình phải hiểu cái này nè. Tu đạo Phật thì phải hiểu cái cơ bản. Tánh Phật vô đây để làm cái gì? Rồi tánh Phật làm sao đi ra? Ở trong này thì đừng có chửi lộn ngoài á, đừng có khoe khoang, anh khoe người ta. Tôi nói thiệt, vô đây anh tu mình không biết. Thì bước Đức Phật ông nói á, vô thế giới này mà tu là bị nhân quả. Còn phải nhớ cái câu này, vô tu là bị nhân quả. Ví dụ ông tu thành A-la-hán, thánh A-la-hán, anh phải hoạt động theo cơ chế của thánh A-la-hán. Còn anh tu anh lừa gạt hay làm qua báo thì phải nhập vô trong cái cây, ở trong cái cây đó, chừng nào trả nhân quả thì ông thần dẫn đi trả nhân quả. Còn anh không chịu trả nhân quả, tôi không làm qua báo, rồi mày không qua báo xuống địa ngục. Thấy không? Giống như ở thế gian con vi phạm cái gì đó, nhà nước phạt con 10 triệu. Rồi con đóng, thì thôi trả hết 10 triệu con không khỏe, tôi không thở, tôi không chịu. Mày không chịu phải không? Vô khá mà ở còn. Có vậy thôi. Mày không chịu, trả người là qua báo thì vô khá mày ở. Mày ở đủ trả hết 10 năm mày ra. Lực nhân quả và lực thế gian không khác. Tu, mục đích tu là được cái gì? Tu thành Phật là nên nhớ là dẹp bỏ những cái gì mà thế gian nó ràng buộc mình. Muốn tu thành Phật mà, tôi tu vô đây tôi tạo công đức tôi về. Còn tu muốn làm cái này làm cái kia thì bị nhân quả đó. Nhân quả như thế nào? Chú nói một con suy diễn 10 con sẽ hiểu. Đúng không? Ông Phật nói đúng không? Anh tu là bị nhân quả đó. Ví dụ anh tu anh thành ông thần thì phải làm việc theo ông thần, tu thánh làm việc theo thánh. Còn bây giờ tôi không tu, tôi vô đây làm gì? Tôi nếu mà tôi ở trong gia, tôi ở trong gia tộc tôi cứ luân hồi trong gia tộc hoài, đợi cái ngày mà ông Phật cho công bố pháp môn ra, tôi ra tôi học, tôi dễ về, tôi không tu vậy đó. Thiền tông tuyệt đối cấm tu, nên nhớ là thiền tông không tu nha, tu đã bị nhân quả. Thiền tông tu học biết hành cho đúng về, đơn giản không cần cái gì hết. Nó có phải hiểu vậy đi. Con tu thiền tông mà con cắt cơ sở lớn thì con chết, con dính vô rồi. Trừ cái chỗ nó có cái nhiệm vụ công bố ra thì nó phải để lại cái di tích. Vì thế mà cái thiền tông nó không được, không được phát triển nha. Nên nhớ là thiền tông không được phát triển. Thứ hai, thế giới này là một tiếng nói thì Đông Tây Nam Bắc đều nghe hết, thì không cần cái thứ hai. Thứ hai, nếu anh có cái thứ hai là anh bị dính rồi đó, bị dính nhân quả rồi. Rồi làm sao anh trở về? Thứ hai, anh có lặp lại đúng là cái lời của người ta nói không? Thứ hai, tam sao thất bổn. Thứ hai, thứ ba là nói tầm bậy rồi. Đó, thì nó rơi tầm bậy là nhân quả, còn siêu nhân quả luôn. Phải hiểu cho biết rằng cái thiền tông nó rất đơn giản nhưng mà khó, cực kỳ khó tu. Nhưng ở trong nhân dân có nói là đơn giản mà cực kỳ khó tu, không phải đơn giản đâu. 100 người tu, 1-2 người thành công thôi còn không chịu, mà nó dính nhiều nhân quả hết. Đó, rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con đã hết câu hỏi. Con cảm ơn bác rất nhiều. Con kính chúc bác được nhiều sức khỏe. Rồi, bác cảm ơn tụi con hỏi.